Trường Ly bắt đầu dở giọng tham lam, yên tiểu cửu à, dù ta chọn cái nào thì cũng tiếc hùi hụi những cái khác thôi. Chẳng những ta đau lòng mà mới tua kiếm bị vứt bỏ cũng khổ tâm dữ lắm. Yên cửu nghiêm mặt đáp, không có đâu. Tiểu nhị đứng cạnh nghe thấy câu này thì hoang mang hỏi, quý khách vừa nói gì cơ. Yên cửu vội xua tay, không có gì, ta vừa lẩm bẩm một mình ấy mà. Tiểu nhị gác lòng hiếu sang một bên, khuyên chàng, nếu ngài thấy khó chọn quá thì mua luôn một hộp 12 cái đi, thế sẽ có thành ý lắm. Yên cửu nghe hắn nói mà sốc ngang, thành ý gì, sao chàng phải tỏ thành ý? Yên cửu quyết đoán từ chối lời đề nghị này, khỏi, ta chọn hai cái được rồi. Tiểu nhị lập tức cười nói, chuyện tốt thường có đôi, đúng là điềm lành mà. Yên cửu, tiểu nhị này tê không àn nói năng theo kiểu khiến chàng không đỡ được. Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, rốt cuộc trường ly cũng bấm bụng nói, ta chọn cái hồng hoa đào và hồng khói. Nói xong, nàng xoay phát kiếm đi, không dám nhìn mấy cái tua kiếm khác trong chắp nữa. Sợ vừa nhìn một phát là lại thay lòng đổi dạ, Yên cửu lấy hai cái tua kiếm kia ra khỏi cháp, nói với tiểu nhị ta lấy hai cái này. Tiểu nhị đồng ý ngay, vâng ạ. Hắn lấy một chiếc khăn vông gói hai cái tua kiếm hồng nhạt lại thật cẩn thận, sau đó chi kỷ thắt một nút đồng tâm bên ngoài. Nút thắt đồng tâm ý chúc đôi lứa quấn quít không rời, vĩnh viễn ở bên nhau. Yên cửu trả tiền, lúc nhận bọc tua kiếm từ tay tiểu nhị, chàng bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của hắn. Chúc mong ước của công tử sớm trở thành sự thật, yên cửu đi nhanh ra khỏi tiệm mới dám thở phào một hơi. Gã tiểu nhị này ăn nói quái gở quá đi mất, Trường Ly thuận miệng hùa theo, dân làm ăn hay thích chúc này chúc nọ ấy mà, nhưng hắn chúc gì mà máy móc ghê, còn phải luyện dài dài. Yên Cửu cực kỳ đồng ý với nàng, một người một kiếm dạo khắp phố xá, hễ thấy gì ăn ngon chơi vui là đều thử một lần. Trường Ly chọn thêm 8 cái tua kiếm màu khác ở một tiệm khác, đến khi gom đủ 10 cái thì mỹ mãn ra về. Trong quán trọ, dư sư huynh túi chống chân đụng phải Yên Cửu mang lỉnh kỉnh đồ đạc về vô thức sở kiếm huynh trụi lùi, tự an ủi mình. Chúng ta là kiếm tu nên không quan tâm vật chất cho lắm, Kiếm huynh giả bộ như mình không nghe ra sự ganh ghét trong giọng dư sư huynh, im lặng nằm bên cạnh không nhúc nhích. Là một thanh kiếm thành thuộc chứng trạc, hắn không thèm hâm mộ Trường Ly có một đống tua kiếm tẹo nào đâu. Trường Ly và Yên Cửu không hề biết mình đã trở thành đối tượng ao ước của người khác. Bọn họ nhét hết mấy món đồ linh tinh mua dọc đường vào túi chứa đồ rồi chuẩn bị đi khỏi đây. Lúc về, Yên Cửu cũng thuê một chiếc xe mây, hai người hai kiếm trước lạ sao quen, không thấy tò mò gì về xe mây nữa. Chỉ có bé chim trắng lần đầu ngồi xe là cực kỳ phấn khích cứ nhảy nhót lung tung khắp xe. Lúc nó vận động, thỉnh thoảng lại có mấy cọng lông tơ màu trắng trao liệt. Trường Ly nhìn một cọng lông cao cấp bay tới trước mặt mình, không khỏi thở dài, mới nhỏ mà đã bắt đầu dụng lông rồi, đừng nói sau này lớn lên nó sẽ biến thành một con chim hói nha. Yên cửu kéo con chim nhỏ đang bay phành phạch tới trước mắt mình để ngắm đầu, cánh và bụng nó. Rồi chàng nghiêm túc tuyên bố, trước mắt vẫn chưa thấy nó có dấu hiệu bị hói. Con chim nhỏ bị yên cửu nắm trong tay thì sung sướng kêu chít một tiếng, có vẻ nó không biết bị hói là một chuyện nghiêm trọng cỡ nào. Sau nhiều ngày ở chung, Yên Cửu cũng có chút tình cảm với con chim non này. Chàng Vân về cầm, đề nghị hay bọn mình mua kem mọc lông cho nó để phòng hờ đi. Có thứ này nữa à? Trường Ly lắp bắp kinh hãi, nàng chỉ từng nghe là có thuốc mọc tóc chứ không biết là còn có cả kem mọc lông. Yên Cửu trịnh trọng gật đầu, nhiều tu sĩ thích nuôi linh thú sẽ mua cho linh thú của mình xài, ngoài kem mọc lông còn có cả. Kem dưỡng lông, kem nhuộm lông các thứ nữa, nói chung là nhiều loại lắm thứ này rất thịnh hành ở yêu giới nhất là với những con yêu có bản thể lông xù có thể xem như vật thiết yếu của yêu trường ly ngẫm ngợi gì đó con hạc của trưởng môn trông bóng bảy thế chắc là có dùng thứ này thứ linh thú nhà người ta có thì bé chim trắng nhà bọn họ cũng phải có trường ly quả quyết nói đặt một bộ cho nó đi phải phòng ngừa dụng lông từ nhỏ mới được yên cửu gật đầu ghi nhớ chuyện này đợi về đến quy nguyên kiếm tông là đặt hàng ngay bọn họ trả xe mây ở chân núi rồi đến sự vụ đường bàn giao nhiệm vụ thấy giấy chứng nhận phủ nha trấn hồng sơn cấp quản sự gạch bỏ nhiệm vụ này trong sổ nhiệm vụ rồi cho đỉnh vô danh thêm một số điểm tích lũy ông ta cười tâu tuét với yên cửu và dư sư huynh đúng là che già mang mọc có khác nhiệm vụ trấn hồng sơn treo lâu thế mà hai cậu chỉ mất mấy ngày đã giải quyết xong quản sự nhiệt tình chỉ vào mớ thẻ nhiệm vụ trên tường nhìn xem còn nhiệm vụ nào muốn nhận nữa không nếu có nhiều nhiệm vụ được hoàn thành càng nhanh càng tốt thì thành tích năm nay của sự vụ đường cũng lên hương quản sự chỉ ước đám kiếm tu bế quan khổ luyện toàn tông môn đều tốc độ và năng suất như yên cửu yên cửu khéo léo từ chối ta với dư sư huynh định về tông môn nghỉ ngơi vài ngày cho lại sức rồi mới nhận nhiệm vụ khác mặt quản sự không khỏi lộ vẻ tiếc nuối nhớ tới sớm một chút nhé nhiệm vụ ngon không chờ ai đâu ra khỏi sự vụ đường dư sư huynh muốn tới điện chính để báo cáo chuyện xuống núi lần này với thái diễn chân nhân còn yên cửu thì mang trường ly về đệ tử xã vào đến phòng yên cửu hóa phép làm sạch khiến căn phòng sáng bừng lên Bé chim trắng đột nhiên tới môi trường mới nên thấy vô cùng tò mò. Nó giang đôi cánh ngắn ngủn ra vỗ phành phạch mấy cái, bay lên cái giá kiếm bằng gỗ trầm hương của trường ly. Có lẽ loài chim luôn thấy thân thuộc với mấy sản phẩm làm từ gỗ thế này một cách bẩm sinh, nó tìm một chỗ thoải mái trên giá kiếm rồi rụt cổ đậu yên đó. Trường ly nhìn cục trắng trên giá kiếm, tự dưng muốn đét mừng con chim nhỏ một cái. Tiếc là tiếng gõ cửa rồn dập đã phá vỡ ý định của nàng. Yên cửu ra mở cửa, thấy triệu sư huynh lâu ngày không gặp, Triệu sư huynh vẫn vồn vã như xưa, yên sư đệ, vừa rồi ta trông thấy một bóng người rất giống đệ từ đằng xa nên đoán là đệ đã về. Hôm nay đạo Pháp đường có giảng một tiết bùa đạo, đệ có muốn đi nghe chung với ta không? Yên cử vốn định từ chối vì môn học này chẳng có ích gì cho chàng. Nhưng khi ngoái đầu lại thấy trường ly chơi lười nằm liệt ra đó, chàng bỗng đổi ý. Tuy tiết bùa đạo vô dụng với chàng nhưng có khi lại hữu ích với một linh kiếm chính thống như trường ly cũng không biết chừng. Yên cử lập tức nhận lời, đa tạ sư huynh, bọn mình cùng đi thôi. Trường Ly cứ ngỡ Yên Cửu sẽ từ chối thẳng thừng nên vừa nghe xong là sốc ngang. Nàng nhìn Yên Cửu với ánh mắt trách móc, lòng dạ đàn ông đúng là mò kim đáy biển, thay đổi thất thường. Chàng đã không còn là Yên Tiểu Cửu khoái làm biếng ngày xưa nữa rồi. Trường Ly ủ rũ theo Yên Cửu tới đạo Pháp Đường, trên đời đâu còn gì khổ hơn chuyện vừa làm nhiệm vụ xong về tới nơi đã phải đi học ngay chứ. Người giảng bài lần này vẫn là đạo quân nghiêm khắc từng phạt Yên Cửu chép phạt lần trước. Trường Ly vừa thấy ông ta là căng thẳng ngay có vị đạo quân này ở đây thì dù nàng muốn ngủ cũng ngủ không ngon nổi để cô nhóc kiếm linh có thể thấm nhuần lời giảng của đạo quân yên cửu ngồi ngay xuống chính giữa bàn đầu thấy chàng ngồi vào chỗ đó trường ly cứ tưởng mình đang nằm mơ nàng hỏi khéo yên tiểu cửu này hình như chỗ này hơi gần bục giảng quá thì phải yên cửu nghiêm mặt đáp đâu có chỗ này tốt mà nếu bọn mình không tới sớm thì không xí được chỗ tốt như vậy đâu trường ly chợt hoảng hốt bởi nàng cảm thấy ấn tượng của mình về yên tiểu cửu bị sai lệch nghiêm trọng Ngồi chính giữa bàn đầu thì tốt chỗ nào chứ, rõ ràng góc trong cùng hàng chót mới là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Trong lúc một người một kiếm nói chuyện, những đệ tử khác lần lượt đi vào lớp. Thấy chỗ ngồi yêu thích của mình bị kẻ khác chiếm mất, chỉ có mấy hàng đầu là còn chỗ trống, trường ly thầm thấy đau lòng. Đợi hết tiết này nàng nhất định phải nói chuyện nghiêm túc với yên tiểu cửu mới được. Ngồi chưa ấm chỗ thì tiết bùa đạo đã bắt đầu, vị đạo quân nghiêm khắc kia vẫn còn nhớ rõ yên cửu, thấy chàng ngồi ngay bàn đầu thì lập tức gật gù tỏ ý khen ngợi. Tuy lần trước tên đệ tử này học hành không đàng hoàng nhưng thái độ lần này đã tiến bộ rõ rệt. Nửa tiết đầu toàn giảng kiến thức cơ bản, Trường Ly nghe mà mơ màng suýt ngủ gật. Yên Tiểu Cửu nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng lại chọc nàng một cái vì sợ nàng ngủ thật. Mãi đến nửa tiết sau bắt đầu thực hành, cơn buồn ngủ của Trường Ly mới dịu đi. Trước bàn mỗi đệ tử đều đặt một sấp giấy bùa và mực son để luyện tập. Loại bùa đầu tiên họ phải luyện vẽ là bùa tụ linh đơn giản nhất. Yên Cửu thận trọng quệt chút mực son, ngừng tụ linh khí vào ngòi bút rồi vẽ nét đầu tiên lên giấy bùa nhưng chàng còn chưa vẽ xong nét bút đầu tiên thì linh khí tụ được một nửa đã tan. Yên cửu nhíu mày, bắt một con yêu vẽ bùa đạo đúng là làm khó nó quá. Có vẻ như đạo quân phía trên cũng trông thấy vẻ ủ rột của chàng bèn động viên, con đường tu đạo không chỉ cần năng khiếu mà còn cần cả nghị lực nữa, tuy lần này con thất bại nhưng chỉ cần lấy cần cù bù thông minh thì sẽ có ngày thành công thôi. Lần đầu tiên được người ta trắng trợn bảo hãy lấy cần cù bù thông minh, Yên cửu chỉ biết câm nín. Tuy chàng không vẽ được bùa đạo nhưng chàng vẽ bùa yêu như gió nha trước ánh mắt mong đợi của đạo quân yên cửu không thể không tiếp tục luyện tập lá bùa tụ linh căn bản này một cách liều mạng trường ly ở bên cạnh đưa mắt nhìn quanh sư huynh bên phải đã vẽ đến nét thứ ba sư tỷ bên trái đã vẽ đến nét thứ năm sư huynh ngồi trách phía sau đã sắp vẽ xong luôn rồi chấm 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 thế mà yên cửu vẫn đang kẹt cứng ở nét đầu tiên trường ly quả nhiên năng khiếu là chuyện may rủi mà mãi đến khi tiết đạo pháp kết thúc yên cửu vẫn chưa vẽ nổi lá bùa tụ linh nào có lẽ xuất phát từ tấm lòng quan tâm học sinh rốt nên đạo quân cố ý chuẩn bị riêng một sấp giấy bùa siêu dày và một hộp mực son cho chàng khóa bùa đạo sao nhớ mang bùa đã luyện vẽ tới cho ta kiểm tra yên cửu ôm sấp giấy bùa tự dưng thấy hơi nặng nề trường ly không nín cười nổi yên tiểu cửu đây là cái giá của việc ngồi bàn đầu đấy đạo quân quan tâm huynh thế còn gì nữa yên cửu lường thanh kiếm thích cười trên nỗi đau của người khác một cái nếu không vì nàng thì sao chàng phải chạy tới trước mặt đạo quân nghe giảng bài chứ? vừa về tới đệ tử xá là yên cửu lập tức sắn tay áo lên chuẩn bị luyện tập ngay để không chậm chế việc nhận nhiệm vụ khác tốt hơn hết là phải hoàn thành chuyện vẽ bùa này càng sớm càng tốt trong căn phòng im ắng yên cửu nghiêm túc vẽ bùa bé chim trắng ngủ gà gật trên giá kiếm còn trường ly luyện bay tầm thấp một canh giờ sau thấy lá bùa tụ linh đầu tiên sắp sửa thành công dưới ngòi bút của mình yên cửu không khỏi mừng rỡ đúng lúc này trường ly đang bay tầm thấp chợt lướt ngang qua người chàng vô tình chạm khẽ đuôi kiếm vào tay chàng yên cửu chạch tay nét bút cũng chạch nốt thế là mực son kéo một đường chữ s trên mặt giấy khiến đám linh khí mới tụ được tan biến ngay tức khắc mặt yên cửu đen kịt thân kiếm trường ly cứng lại trước khi yên cửu mở miệng trường ly đã gào lên để ta vẽ dùng huynh tuy ta không biết chép kinh nhưng chẳng lẽ lại không vẽ nguệch ngoạc nổi à nàng đã nghe giảng chọn một tiết và nhìn yên cửu vẽ suốt một canh giờ nên đã sớm thuộc nằm lòng cách vẽ bồ rồi yên cửu hừ khẽ một tiếng vẽ nguệch ngoạc á bùa tụ linh này trông dễ nhưng vẽ chẳng dễ đâu bởi lúc vẽ cần đảm bảo luôn xuất ra một lượng linh khí ổn định rồi trộn linh khí với mực son để chúng bám vào giấy để hình tan nhưng hồn không tan hơn nữa phải đưa bút liên tục thì mới vẽ được một lá bùa tụ linh hoàn hảo yên cửu cột bút đã chấm mực son vào thân kiếm nàng cứ thử là biết vẽ bùa khó cỡ nào yên cửu chưa nói hết câu thì trường ly đã bắt đầu vẽ lên giấy một nét hai nét ba nét nàng đưa bút rất đều đặn lưu loát không mắc bất cứ lỗi nào khi nét cuối cùng chấm dứt hình bùa khẽ sáng lên trên mặt giấy Điều này chứng tỏ bùa tụ linh đã hoàn thành. Trường Ly hài lòng ngắm nghía lá bùa, vẽ bùa dễ như chơi ấy mà. Yên cửu sốc đến người, chắc chắn là do huyết thống. Huyết thống yêu tộc của chàng đã bị bài xích. Trường Ly không hề hay biết về nỗi khấp sợ của Yên cửu. Tuy bùa đã vẽ xong nhưng hiệu quả thế nào thì không rõ. Nàng ngẫm nghĩ rồi lia mắt sang bé chim trắng bên cạnh, sau đó dán luôn lá bùa tụ linh lên trán nó rồi dùng linh lực kích hoạt bùa. Ngay sau đó, một đám linh khí nhỏ tụ lại tạo ra một cơn lốc xoáy nhỏ bé chim trắng đứng giữa lốc xoáy xù hết lông lên theo linh khí chuyển động lông tơ khắp người nó dựng hết lên trông giống hệt một đóa bồ công anh khổng lồ dưới chân bồ công anh dụng là tả lông trắng yên cửu nhìn đám lông dụng quyết định sẽ trả thêm phí vận chuyển hỏa tốc phải nhanh chóng lo xong chuyện kem mọc lông cho bé chim trắng mới được trường ly rất hài lòng về hiệu quả của bùa tụ linh nàng khua đuôi kiếm đắc ý hỏi yên tiểu cửu huynh thấy lá bùa này thế nào quá đỉnh yên cửu đẩy hết đống giấy bùa tới trước mặt trường ly đống này giao hết cho nàng Trường ly chân người, yên tiểu cửu, ta chỉ làm hỏng một lá bùa của huynh thôi mà. Hơn nữa rốt cuộc lá bùa kia có hoàn thành hay không vẫn còn là một bí ẩn. Yên cửu nghiêm mặt nói, nhân tài luôn phải gánh vác nhiều trách nhiệm là chân lý bất biến xưa giờ rồi. Trường ly ngắm nghía khuôn mặt yên cửu, bỗng thấy hoang mang cực độ. Sao càng ngày ra mặt yên tiểu cửu càng dày vậy? Thấy ăn nói xà lơ không đả động được trường ly, yên cửu liếc quanh phòng, quyết định lấy lợi ích dụ dỗ nàng. Bé trường ly này, cái giá kiếm kia nàng đã dùng một thời gian rồi, hay ta đổi cái mới cho nàng nhé. Trường ly động lòng chút chút, mấy thứ như giá kiếm cũng như tua kiếm vậy, tất nhiên có càng nhiều càng tốt. Thấy trường ly không nói gì, yên cửu bắt đầu tăng giá. Tuy gỗ trầm hương không tệ lắm nhưng rốt cuộc không phải hàng đo ni đóng giày cho nàng, lần này ta có thể bảo đỉnh Chu Minh dùng gỗ có thuộc tính hỏa đẽo một cái đúng ý nàng. Trong đám gỗ táo gai, gỗ dâu tầm, gỗ long huyết thì nàng thích loại nào? Trường Ly, không phải ý chí nàng không kiên định mà do Yên Tiểu Cửu cho quá nhiều, nàng khẽ hỏi dùng gỗ phượng hoàng được không yên cửu thoáng ngớ ra không ngờ cô bé kiếm linh lại tinh mắt thế vừa chọn đã chọn ngay loại quý nhất chàng nhớ hình như trong túi chứa đồ của mình vẫn còn một khúc gỗ phượng hoàng để dành bèn đồng ý luôn không thành vấn đề trường ly mừng rỡ nàng vỗ đống giấy bùa kia sảng khoái nói đống bùa này cứ để ta lo có củ cà rốt là giá gỗ phượng hoàng treo lửng lơ trước mặt trường ly lướt bút như bay từng lá bùa tụ linh như được sản xuất theo dây chuyền nhanh chóng ra đời dưới ngòi bút của nàng chưa đầy hai khắc sau, Trường Ly đã giải quyết hết đống giấy bùa. Nàng vứt cây bút đi, sốt ruột hỏi, Yên Tiểu Cửu, chừng nào huynh tới đỉnh Chu Minh đặt hàng vậy? Yên Cửu vừa lục khúc gỗ Phượng Hoàng cất trong túi chứa đồ chẳng biết bao nhiêu năm ra. Chàng sờ khúc gỗ, linh khí hệ hỏa dày đặc khẽ nhảy nhót trên ngón tay chàng. Trường Ly, lập tức xông tới hít sâu một hơi, ôi, đúng là mùi gỗ Phượng Hoàng quen thuộc, Yên Cửu cầm khúc gỗ lên, giờ đi luôn. Đây là lần thứ hai một người một kiếm tới đỉnh Chu Minh kể từ sau khi mua bùa. Yên Cửu nói rõ mục đích đến đây với Tiếp Tân, sư huynh phụ trách việc đăng ký gật gù, để tự bỏ vật liệu hả? Yên Cửu lấy khúc gỗ phượng hoàng kia ra, đúng thế, làm bằng cái này. Sư huynh lơ đánh liếc một cái, sau đó trợn tròn mắt hỏi, đây, đây là gỗ phượng hoàng à? Yên Cửu bình tĩnh ừ một tiếng, nhưng sư huynh kia không bình tĩnh nổi, hắn nhìn Yên Cửu chằm chằm. Người dám lấy vật liệu quý thế này đéo giá kiếm cho kiếm của mình ắt là công tử thế gia, chẳng biết nổi điên liều gì mà chạy đi tu kiếm đạo nữa. Sư huynh trà sát ngón tay, khẽ hỏi yên cửu, này sư đệ, bọn mình thương lượng xíu đi. Ta sẽ không thu tiền làm giá kiếm của đệ nhưng nếu làm xong còn thừa ít gỗ thì đệ để lại một ít cho ta được không? Hắn vừa nói vừa mân mê linh kiếm bên hông, đã là kiếm tu chính cống thì ai mà không muốn dâng tặng mấy thứ tốt nhất cho kiếm của mình chứ? Loại vật liệu cao cấp như gỗ phượng hoàng rất hiếm có khó tìm, giá kiếm thì không dám mơ nhưng nếu dùng gỗ thừa mài mấy hạt tròn gắn vào tua kiếm thì cũng đủ nở mày nở mặt rồi. Yên cửu câm nín, tuy gỗ phượng hoàng quý thật nhưng mấy mẩu gỗ thừa thì làm được gì chứ sư huynh thấy yên cửu im lặng vội vàng dùng ngón trỏ và ngón cái đo một đoạn ngắn ta không tham đâu chỉ cần một tí tẹo thế này thôi còn những mảnh gỗ thừa khác ta sẽ gói kỹ lại trả cho đệ tuyệt đối không ăn bớt một ly nào yên cửu đâu cần tiết kiệm dữ vậy đéo giá kiếm hao chút gỗ là bình thường mà bên này yên cửu còn đang ngẩn người sư huynh lại bấm bụng nói lần sau nếu đệ muốn làm gì cho kiếm thì ta sẽ làm miễn phí cho đệ một lần Trường Ly lập tức chọc mạnh vào eo Yên Cửu hai cái. Huynh đã lời lắm rồi đấy, mau đồng ý đi, không thể bắt chẹt mỗi một người thế được. Yên Cửu choàng tỉnh, cứ làm như sư huynh nói đi. Sư huynh tức khắc cười tươi giói như hoa, ta tên là Thẩm Trạch, lần sau đệ tới cứ gặp thẳng ta nhé. Thẩm sư huynh nói xong bèn ghi chú vào sổ đặt hàng, đã nhận một khúc gỗ phượng hoàng nặng năm ký bảy lạng để đẽo giá kiếm. Viết đến phần người đặt hàng, hắn ngẩng lên hỏi, xin hỏi tên họ sư đệ là gì? Yên Cửu đáp, Yên Cửu. Tay Thẩm sư huynh khựng lại, hắn trầm chậm, chậm hỏi để chính là yên cửu đỉnh vô danh đã nấu cháo bích linh giật mất đơn hàng thái diễn chân nhân hả nghe chất giọng âm u của thẩm sư huynh trường ly bất giác dùng mình một cái yên tiểu cửu đừng nói là gã thẩm sư huynh này định tính sổ bọn mình vì đã giật mối làm ăn của hắn nha yên cửu cũng thấy hơi căng thẳng chàng chăm chăm nhìn khúc gỗ phượng hoàng đặt trên bàn tính giật nó bỏ chạy ngay nếu thấy tình hình không ổn nhưng chắc thẩm sư huynh sẽ không vì một đơn hàng mà ra tay sát hại sư đệ đồng môn giữa ban ngày ban mặt đâu ha một người một kiếm đang nín thở chờ đợi thì thẩm sư huynh đột nhiên choàng vai yên cửu, nói với giọng thê lương, yên sư đệ, đệ bán cháo bích linh lỗ to rồi. Trên đầu trường ly và yên cửu đồng loạt hiện dấu chấm hỏi. Thẩm sư huynh nói tiếp, khi có hàng hiếm như vậy thì đệ xem ai chào giá cao nhất hãng bán cho kẻ đó chứ, sao đệ dễ dàng bán cho người ta thế nếu đệ hợp tác với đỉnh chu minh bọn ta thì ít nhất sẽ kiếm lời gấp ba. Trường Ly không khỏi chửi thầm, đúng là trong mắt người của đỉnh Chu Minh chỉ có mỗi tiền, Yên Cửu cũng giật giật khóe môi, từ vụ bán bùa siêu chạy là chàng đã biết đệ tử đỉnh Chu Minh kiếm tiền giỏi cỡ nào. Thẩm sư huynh vẫn đang thao thao bất tuyệt, nếu Yên sư đệ đồng ý trao quyền đại lý bán cháo Bích Linh cho bọn ta thì ta hứa sẽ khiến món cháo này nổi tiếng khắp kiếm tông, đảm bảo bọn mình sẽ kiếm cả núi tiền. Yên Cửu vội ngắt lời Thẩm sư huynh, Thẩm sư huynh à, không phải ta không muốn mà do ta không còn nhiều quả bích linh lắm tục ngữ có câu không một đố gột nên hồ còn gì trường ly sực nhớ ra gì đó dư sư huynh vẫn còn mấy quả bích linh chưa dùng mà lần trước ta đã hứa với kiếm huynh sẽ giải quyết giúp huynh ấy. Nếu bắt mình kiếm thái diễn chịu trận thì tàn nhẫn quá. Yên cửu nghe vậy bèn đổi giọng, nhưng dư sư huynh đỉnh vô danh bọn ta vẫn còn chút hàng dự trữ, nếu huynh có thể thuyết phục dư sư huynh. Mắt thẩm sư huynh sáng ghê người, cứ giao chuyện này cho ta, đến lúc đó dư sư huynh góp nguyên liệu, yên sư để chế biến còn ta bán hàng chắc chắn sẽ kiếm được một khoản linh thạch cách xù. Thẩm sư huynh vội vã tới tìm dư sư huynh bàn chuyện hợp tác. Thấy hắn thoát cái đã biến mất, Trường Ly khẽ lẩm bẩm, yên tiểu cửu, nếu chuyện này thành công thì chắc bọn mình sẽ biến thành kẻ thù của toàn bộ linh kiếm nhỉ. Rồi nàng lắc đầu ngay, à không, không phải bọn mình, chỉ có mỗi huynh thôi. Yên cửu đáp tỉnh rụi, không phải ta, mà là thẩm sư huynh cố bán cháo bích linh cho kiếm tu khắp tông môn. Một người một kiếm liếc nhau, đồng lòng nói, nếu kiếm được nhiều linh thạch như thế thì chắc thẩm sư huynh không để bụng chuyện bị đám linh kiếm mắng mấy câu đâu. Nếu thẩm sư huynh trổ tài ăn nói thì việc dư sư huynh vừa thật thà vừa túng quẫn bị thuyết phục chỉ là vấn đề thời gian chẳng bao lâu sau dư sư huynh đã giao hết số quả bích linh mình đang giữ cho yên cửu rồi trịnh trọng nói yên sư đệ chuyện nấu cháo bích linh nhờ cả vào đệ đấy thế là một thứ mùi kỳ quái bắt đầu bay ra từ phòng yên cửu mấy mùi chua ngọt đắng cay mặn cứ trộn vào nhau mãi chẳng biến mất lần nào triệu sư huynh cách phách đi ngang qua cũng phải lấy bông gòn bịt kín mũi để tránh hít phải thứ mùi đáng sợ ấy còn người ở ngay trung tâm mùi lạ như trường ly thì vội vã học xong phép nín thở sau khi bé chim trắng bị ngất xỉu vì thứ mùi kia rốt cuộc cũng luyện được cách sống chung với lũ giờ đã có thể phành phạch bay trong căn phòng mù miệt trướng khí. Ba ngày sau, Yên Cửu ôm một hũ tráo bích linh to hoạch tới đỉnh Chu Minh. Đúng lúc giá kiếm gỗ Phượng Hoàng chàng đặt thẩm sư huynh vừa đẽo xong. Sau khi thẩm sư huynh giao giá kiếm gỗ Phượng Hoàng và mấy khúc gỗ thừa cho Yên Cửu thì thận trọng nhận cái hố to trong tay chàng. Trước khi thẩm sư huynh mở nắp ra, Yên Cửu tốt bụng nhắc nhở, sư huynh nín thở đi. Tuy thẩm sư huynh không rõ nguyên do nhưng vẫn làm theo lời khuyên của chàng. Hắn nín thở mở cái hũ ra, thấy chất lỏng nhơm nhấp có màu sắc kỳ lạ bên trong thì kêu lên, hóa ra đây chính là cháo bích linh trong truyền thuyết. Yên cử, ta chỉ dùng 8 quả bích linh để nấu nên không nhiều lắm, sư huynh muốn bán cho 8 người trả giá cao nhất hả? Thẩm sư huynh lắc đầu, tất nhiên là không rồi. Sau đó hắn lấy cái dương chuyên đựng bình ngọc nhỏ bằng ngón tay ra, rót một muỗng cháo bích linh vào mỗi bình. Đầy 40 bình thì hết tầm một quả bích linh. Thẩm sư huynh giải thích, đây là mẫu dùng thử ta bán giá hữu nghị cho khách phê, IP của đỉnh Chu Minh, bao giờ cháo bích linh nổi tiếng thì ta mới trả giá cao để bán hết số còn lại. Yên cử, giá hữu nghị mà sư huynh bảo là, thẩm sư huynh vân vê cầm, cứ tạm định giá 500 linh thạch một bình nhỏ đi. Trường ly hít hà một hơi, giá này đắt cắt cổ luôn á. Yên cử cũng đứng hình, giá này mà cũng có người chịu mua sao. Thẩm sư huynh cười nói, yên sư đệ à. Tuy mọi người đều nghĩ kiếm tu nghèo mặt dẹp nhưng vì sao kiếm tu lại nghèo chứ vì đổ hết tiền vào kiếm đó, nuôi linh kiếm đâu có rẻ. Yên cửu nghe vậy thì bùi ngùi gật lia lịa Triệu sư huynh, Huống chi chân nhân các đỉnh và đám đệ tử chân truyền của họ giàu nứt đố đổ vách, linh thạch trong túi họ nhiều tới độ người khác không tưởng tượng nổi. À mà trừ Thái diễn chân nhân ra, Trường Ly, xem ra ai cũng biết đỉnh vô danh nghèo. Thẩm sư, huynh, trước kia Thái diễn chân nhân đưa kiếm Thái diễn tới bảo dưỡng toàn xài gói cơ bản 3.000 linh thạch. Nhưng để có biết mấy vị ở đỉnh Lăng Tiêu và đỉnh Ngọc Hoa chi bao nhiêu tiền bảo dưỡng cho kiếm không? Yên cửu vô thức hỏi lại, bao nhiêu thế? Thẩm sư huynh giơ ba ngón tay lên, ba mươi linh thạch. Trường Ly, lúc trước họ bán cháo Bích Linh cho Thái Diễn chân Nhân với trưởng môn bị lỗ to rồi. Cháo Bích Linh đã bán như chén nước hắt đi không thu lại được nữa. Trường Ly hơi đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới khoản linh thạch cách sổ sắp được nhận thì tự dưng thấy dễ chịu hẳn. Thẩm sư huynh cầm mấy bình cháo Bích Linh được đóng gói cẩn thận, tính sang mấy đỉnh núi khác gặp khách hàng lớn và thần tài lớn của mình. Trước khi đi, hắn phóng khoáng vẫy tay, yên sư đệ, đệ hãy chờ tin tốt lành của ta nhé lúc này đây trường ly bỗng cảm thấy bóng dáng thẩm sư huynh phát ra vạn ánh vàng rực rỡ một người một kiếm về đệ tử xá đúng lúc một con chim mây vừa đáp xuống trước cửa sổ đầy tao nhã đang gỡ chiếc hộp gỗ hình vuông ở móng vuốt xuống nhìn hình đám lông ly ti vẽ trên hộp gỗ yên cửu ngộ ra ngay kem mọc lông ta đặt đã giao đến rồi trường ly tò mò ngắm con chim mây giao hàng tận nhà này lông nó vừa dày vừa mềm mại bồng bềnh cơ thể đầy đặn cân đối vóc dáng tuyệt đẹp chẳng khác gì tấm biển quảng cáo di động Yên cửu thò tay mở chiếc hộp gỗ trên cửa sổ, lấy đống chai lọ bên trong ra. Sau khi kiểm tra hàng xong, chàng móc linh thóc trong túi chứa đổ ra kê sát miệng con chim mây. Chim mây gục gặc đầu, thong thả mổ sạch nắm linh thóc rồi vỗ cánh một cái, bay vút lên trời. Trường ly dõi theo bóng chim mây mỗi lúc một nhỏ, không khỏi cảm thán, sao chim nhà người ta đẹp thế không biết. Yên cửu lập tức hóa thân thành một ông bố già vô dụng bị chọc trúng chỗ đau, gần giọng nói, nếu bé chim nhà mình được chăm tốt thì lớn lên còn đẹp hơn nó trường ly hình như yên tiểu cửu đã quên lúc trước chàng ghét con chim này cỡ nào thì phải giờ còn không để người ta chê nó câu nào nữa chứ trường ly lặng lẽ mở cửa bước vào phòng nhìn con chim non đang treo ngược người trên giá kiếm trầm hương mà ngủ hai chân nó chồng lên trời còn lắc qua lắc lại nếu mơ thấy gì đó chẳng những số lông của con chim non này kém xa con chim mây kia mà vẻ ngoài cũng kém mấy con chim khác cả vạn dặm hiển nhiên yên cửu cũng hết hồn vì dáng ngủ xấu xí của con chim non chàng không nỡ nhìn tiếp cố vất vát, nó vẫn còn nhỏ, có thể học từ từ mà. Thế là từ hôm đó, Yên Cửu bắt đầu bôi kem mọc lông ba lần một ngày cho con chim non, thỉnh thoảng còn dắt nó tới đỉnh lăng tiêu để học hỏi khí chất con hạc của trưởng môn. Thấy con chim non ngu ngơ ngày nào cũng bị Yên Cửu nghiêm khắc bắt luyện dáng đi tao nhã của loài chim, trường ly lười biếng trở mình một cái trên giá kiếm bằng gỗ phượng hoàng. Thời buổi này ngay cả chim non cũng phải chạy đua thành tích nữa. Trong lúc Yên Cửu đang đắm chìm trong sự nghiệp dạy dỗ chim, thẩm sư huynh đã quảng cáo rình rang cháo bích linh khắp kiếm tông thỉnh thoảng trường ly ra ngoài đi dạo lại nghe đám đệ tử sầm xì với nhau huynh biết gì chưa đỉnh chu minh mới ra mắt một sản phẩm tốt đó lần này có giới hạn chỉ bán cho khách quý thôi ôi tiếc thế vậy bọn mình không mua được à dù cho huynh mua thì huynh cũng không mua nổi đâu huynh biết cái bình nhỏ dùng thử giá bao nhiêu không bao nhiêu những 500 linh thạch vãi thế mà cung vẫn không đủ cầu nghe nói đám đệ tử thân truyền còn tần nhau mấy trận vì giành hàng dùng thử đấy Trường Ly nghe đám đệ tử bàn tán om sòm mà như nghe thấy tiếng linh thạch ào ào chảy vào túi cực kỳ êm tai. Nàng mừng ra mặt, sung sướng bay về đệ tử xá. Vừa vào phòng, nàng đã không kìm được mà kêu toáng lên, "Yên tiểu Cửu, bọn mình phát tài rồi." Yên Cửu đang vùi đầu bôi kem mọc lông cho con, chim non không chịu đứng yên, nghe tiếng Trường Ly, chàng vội bảo, "Nàng về đúng lúc lắm, mau giúp ta giữ cánh nó lại." Trường Ly vừa tới giúp chàng vừa lại nhảy, "Yên tiểu Cửu, huynh nói xem rốt cuộc Thẩm sư huynh có thể giúp bọn mình kiếm bao nhiêu linh thạch?" Yên Cửu cẩn thận bôi một lớp kem mọc lông dày cộp lên cánh con chim non, thản nhiên nói, kiếm bộn thì cũng bán được mỗi một lần chứ mấy, quả bích linh khó tìm lắm, mà lại không tự trồng được. Trường Ly sực nảy ra một ý, chẳng lẽ không có loại quả nào thay thế được quả bích linh à có thể hiệu quả của nó không rõ rệt như quả bích linh nhưng chỉ cần có tác dụng tương tự là được, thế thì bọn mình có thể sản xuất số lượng lớn. Yên Cửu khựng tay lại rồi vứt cái cọ nhỏ đang cầm trong tay đi, vội lôi cuốn thực đơn lục vị chân nhân cho trong túi chứa đổ ra lật xem. Có đấy, là quả lục cầu. Hiệu quả chắc chỉ bằng 1 phần 30 quả bích linh mà lại không mọng nước như quả bích linh, hơn nữa còn có vị chua chát rất khó nuốt. Trường Ly thấy phấn khích ngay, khó nuốt cũng không sao, dù sao qua tay huynh thì đến quả bích linh còn biến thành cháo có mùi lạ mà, có hiệu quả là được. Yên Cửu cũng thấy hứng thú, lập tức đặt mua một sọt lục cầu. Dù sở hữu kho vàng to cỡ nào thì chẳng ai chê nếu có thêm linh thạch cả, huống chi chàng cũng tìm thấy niềm vui trong chuyện nấu nướng. Vì vị quá tệ nên lục cầu rất ế ẩm ở giới tu tiên chắc đây là lần đầu tiên nhà buôn gặp một kẻ coi tiền như rác mua hẳn một sọt lục cầu to như vậy sợ yên cửu đổi ý hắn vội giao hàng tới chân núi ngay trong ngày yên cửu hỏa tốc xuống chân núi mang lục cầu về rồi bắt nổi nấu luôn trường ly thấy thế vội kiếm cớ chuồn lẹ yên tiểu cửu hôm nay ta hút linh khí hơi no nên ra ngoài đi dạo cho tiêu bớt nha lời còn chưa dứt thì bóng linh kiếm đã biến mất khỏi đệ tử xá đến khi lao ra khỏi đệ tử xá trường ly mới thở phào một hơi Tuy nàng đã luyện được phép nín thở nhưng vẫn sợ nếu ở lâu trong phòng thì kiếm sẽ bị ám mùi đó luôn. Trường Ly dạo một vòng quanh đỉnh vô danh rồi chợt nảy ra ý định sang đỉnh Bích Vân kế bên dạo thử xem sao. Tuy đỉnh vô danh rất rộng nhưng sau vài lần đi dạo, giờ nàng nhắm mắt cũng biết nó có phong cảnh gì. Vừa hay hôm nay rảnh rỗi, chỉ bằng khai phá bản đồ mới. Nghĩ vậy, Trường Ly bèn bay tà tà sang đỉnh Bích Vân. Đỉnh Bích Vân cao hơn đỉnh vô danh, rừng cây trên núi cũng um tùm hơn ngoài con đường cái dẫn tới điện chính thì trong rừng còn có rất nhiều đường mòn bị che khuất trường ly cố ý chọn loại đường mòn này vì tuy quy nguyên kiếm tông có rất nhiều linh kiếm nhưng một thanh kiếm đi đơn độc vẫn hơi bắt mắt lúc trường ly đang bay xuyên rừng thì loáng thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện cách đó không xa thích hóng hớt là bản tính khắc vào xương của vạn vật là một thanh kiếm trường ly cũng không phải ngoại lệ nàng rón rén bay tới cẩn thận tránh mấy trà cây mọc đâm ra đường để phòng phát ra tiếng động khi đến gần tiếng nói dần rõ hơn ta không muốn thử nữa, một lần đã suýt toi mạng rồi, nếu thêm lần nữa thì sao ta chịu nổi. Thì đó, chẳng biết đứa chất bầm thất nước nào nấu ra cái thứ tám tận lương tâm như vậy nữa. Trường Ly nghe tiếng nói nhưng lại chẳng thấy bóng ai cả. Nàng bất giác thấy lạnh sống lưng, bị rừng cây xanh ôm um bên cạnh chắn hết nắng nên xung quanh tối om. Trường Ly run hết cả kiếm, sao ban ngày ban mặt mà kiếm tông lại có ma vậy? Nàng dè dặt lùi ra sau, trong 36 kế, chạy luôn là thượng sách. Khi lùi lại, nàng vô ý va phải cành khô khiến nó gãy kêu răng rắc trường ly cứng đơ người ai đó một tiếng quát chói tai vọng đến trường ly chỉ muốn ôm đầu ngồi sụp xuống ta không cố ý quấy dày mọi người tụ tập đâu ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi ơ ờ, là một linh kiếm chưa gặp bao giờ này giọng kia dịu xuống trông hơi lạ mắt không giống kiếm ở đình bích vân ê nhóc từ đâu tới đó trường ly vừa lặng lẽ mở mắt ra đã thấy năm sáu linh kiếm có kiểu dáng không giống nhau đang lơ lửng trước mặt mình nàng ngớ ra mọi người là kiếm linh à Kiếm linh lên tiếng đầu tiên cười phá lên, con nhóc này thú vị ghê, bọn ta không phải là kiếm linh thì là gì hả? Trường ly thở phào nhẹ nhóm, ta cứ ngỡ là, ma, nàng nuốt nửa câu sau vào bụng, hỏi ngược lại, mọi người là kiếm ở đỉnh Bích Vân à? Kiếm linh cầm đầu gục gặc, hôm nay đám đệ tử thân truyền đỉnh Bích Vân mở đại hội nên bọn ta thừa cơ chuồn ra đàn đúng. Cô còn chưa nói cô ở đỉnh nào đâu, trường ly ngượng ngùng đáp, ta ở đỉnh vô danh, à mà mọi người tụ tập ở đây làm gì thế? Nhắc đến chủ đề này, đám kiếm linh tức khắc thấy căm phẫn. Tất cả là tại cái tên Thẩm Trạch đỉnh Chu Minh, chẳng biết hắn lấy đâu ra bí kíp bảo dưỡng linh kiếm mới rồi bán cho mỗi đệ tử thân truyền một phần. Món ấy có vị đáng sợ lắm. Đúng thế, vậy mà thèn nhóc ngốc nhà ta cứ đinh ninh là thứ ấy tốt, lại còn tính mấy hôm nữa sẽ tham dự buổi đấu giá làm ta suýt ngất xỉu luôn á. Ê cô nhóc đỉnh vô danh, cô đã nếm thử cái món khỉ gió đó chưa? Trường Ly thấy rén nhẹ, ta, ta vừa ngửi mùi đã chạy rồi. Trường Ly thấy mình không hề nói điều tuy nàng chưa nếm thử nhưng đã ngửi vô số lần kiếm linh cầm đầu nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ chân cẳng thanh niên chạy lẹ thật chứ lúc ấy ta chưa nhìn kỹ đã bị ép nếm thử rồi kiếm linh bên cạnh nói hay bọn mình đánh ngất thẩm trạch rồi vứt hắn ra sau núi để cảnh cáo đi một kiếm linh khác lắc đầu không ổn không ổn hình như không phải thẩm trạch nấu cái món cháo gì đó đâu bọn mình phải tìm ra cái đứa đầu sỏ gây tội thì mới nhổ cỏ tận gốc được trường ly dùng mình một cái yếu ớt lên tiếng việc gì phải thế chỉ cần không mua là được mà Kiếm Linh cầm đầu hừ khẩy một tiếng, cô không biết đó thôi. Cái tên thẩm trạch ấy khéo ăn khéo nói lắm, hắn tăng món cháo bích linh kia lên mây, mà mấu chốt là thứ đó có hiệu quả thật. Đoạn, hắn khoe lưới kiếm lấp lánh của mình ra, hôm đó ta mới quét một tí thôi mà trông lưới kiếm cứ như biết phát sáng ấy. Giọng trường ly càng nhỏ hơn, ý huynh là đám đệ tử thân truyền đều tranh nhau mua thứ ấy à. Đám kiếm linh đồng loạt gật đầu, đúng thế đó, bọn họ chỉ thấy nó có tác dụng chứ đâu quan tâm kiếm linh bọn mình phải chịu khổ cỡ nào, quả nhiên tình người với kiếm chẳng sâu nặng gì mấy trường ly thấy buồn vui lẫn lộn vui là vì bọn họ không phải lo gì về nguồn tiêu thụ cháo bích linh nếu món cháo lục cầu nấu thành công thì lại có thêm một con đường làm giàu nữa buồn là vì bọn họ bị đám kiếm linh ghim thật nếu một ngày nào đó yên tiểu cửu đang đi đường mà bị quất một cú rồi vứt ra sau núi thì nàng chẳng hề ngạc nhiên lúc này trên núi bỗng vang tiếng trung ngân đám kiếm linh nhanh chóng bay lên đại hội kết thúc rồi bọn ta phải về đây Kiếm linh cầm đầu không quên quay đầu nói với trường ly, cô cũng cẩn thận một chút nhé, hễ nhìn thấy cái bình ngọc nhỏ thì lo mà chạy ngay đi. Nói xong, đám kiếm linh liền bay vèo vèo lên đỉnh núi. Trường ly nhìn theo bóng họ, thấy ái náy khoảng một giây rồi vội vàng bay về đỉnh vô danh. Nàng phải nhắc nhở yên tiểu cửu làm tốt công tác bảo mật mới được. Ngoài dư sư huynh, thẩm sư huynh, thái diễn chân nhân và trưởng môn gia thì không thể để kẻ thứ năm biết chuyện chàng là người nấu cháo bích linh. Khi về đến đệ tử xá, Trường Ly mơ hồ ngửi thấy mùi thơm lạ lùng nàng vô thức hít sâu hai hơi chẳng biết gã đệ tử nào lén nấu ăn mà thơm thế không biết nếu tay nghề của yên tiểu cửu mà bằng nửa hắn thì đã không ép đám kiếm linh đến nông nỗi đó trường ly lướt về phòng yên cửu nhưng càng đến gần lại càng thấy kỳ lạ sao mùi thơm này mỗi lúc một nồng thế yên tiểu cửu có một gã hàng xóm nấu nướng tuyệt hảo như thế từ bao giờ vậy khi trường ly lần theo mùi thơm bay tới cửa phòng thì chợt hoài nghi lùi về sau hai bước để nhìn kỹ cánh cửa không sai trên cửa còn có hai lỗ nhỏ do con chim non mổ thùng nàng không hề đi nhầm phòng. Trường Ly hoang mang mở cửa bay vào phòng, thấy mùi thơm trong phòng càng nồng say lòng người. Cái nồi nhỏ đang sôi ủng ục trên bếp, bốc hơi nóng khiến mùi thơm lan khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Trường Ly thấy Yên Cửu đang cầm cái quạt lá để phe phẩy cạnh lò thì ngập ngừng hỏi, Yên Tiểu Cửu, đây là cháo lục cầu huynh nấu hả? Yên Cửu ngẩng lên, mặt không giấu nổi niềm vui, đương nhiên rồi, rõ ràng ta rất có năng khiếu nấu nướng, chẳng qua lúc trước ta bị quả bích linh chậm trễ thôi. Trường Ly ghé sát vào nồi hít lấy hít để, đúng là thơm thật, thậm chí nàng còn thấy hơi thèm yên cửu tắt lò đi gạn hết nồi cháo lục cầu sang bình xứ bên cạnh rồi mời trường ly sao hả nàng có muốn nếm thử không chắc chắn lần này ngon lắm đấy trường ly hơi do dự nghĩ tới lịch sử đen tối của yên cửu trước đây nàng thật sự không có can đảm nếm thử nhớ món này chỉ thơm chứ vị vẫn quái dị như trước thì sao trường ly ho khẽ hai tiếng nghiêm mặt nói thôi cứ mời kiếm huynh tới thử đi dù sao trước kia huynh ấy từng nếm thử cháo bích linh rồi Giờ thử cháo lục cầu đã cải tiến này sẽ dễ so sánh hơn, rất có lợi cho việc phát triển sản phẩm sau này." Yên Cửu bị thuyết phục, chàng nhanh chóng gửi bùa đưa tin cho Dư Sư huynh, mời hắn mang kiếm huynh tới thử món mới. Dư Sư huynh tới ngay, lúc vào phòng, hắn cũng giật mình vì mùi thơm trong phòng. "Yên sư đệ, tài nấu nướng của đệ tiến bộ vượt bậc rồi." Ánh mắt Yên Cửu không giấu nổi vẻ đắc ý, dù gì ta cũng là đệ tử của Lục vị chân nhân mà, phải có tí năng khiếu chứ. Kiếm huynh cũng bị mùi thơm này mê hoặc hắn hỏi Trường Ly, yên cửu nấu món này thật à? Trường Ly nghiêm túc gật đầu, nhưng vẫn không chắc là chỉ mỗi mùi tiến bộ hay cả vị cũng tiến bộ. Kiếm huynh lập tức thận trọng hẳn, nhìn bình xứ kia đầy cảnh giác. Chuyện này không nên nấn ná thêm, dư sư huynh đặt kiếm huynh lên bàn, lấy cái cọ nhỏ ra nhúng ngập cháo lục cầu rồi bắt đầu quét đều đặn lên thân kiếm. Trường Ly chăm chú quan sát kiếm huynh, sợ bỏ lỡ bất cứ phản ứng nào của hắn. Kiếm huynh ơi, kiếm huynh không ừ hử gì, trường Ly bỗng thấy căng thẳng, khẽ lẩm bẩm, đừng nói là xỉu rồi nha yên cửu bất mãn lường trường ly một cái dù xỉu thì cũng xỉu vì thơm mấy chục giây sau kiếm huynh đang lâng lâng mới kêu một tiếng ngon trường ly hết hồn nàng nhìn kiếm huynh đã bị chinh phục rồi nhìn yên cửu nói với giọng khó tin yên tiểu cửu huynh giỏi quá yên cửu kích động siết tay thành nắm đấm cặp mắt phượng sáng lấp lánh chỉ ước bưng bình cháo lục cầu còn dư lên thử mấy miếng nhờ có lục cầu mà chàng đã chứng minh được tài nấu nướng của mình ăn hết bình cháo lục cầu kiếm huynh thỏa mãn ở một cái bỗng thấy lười biếng hẳn Yên cửu nhìn dư sư huynh hỏi, sư huynh, huynh thấy hiệu quả thế nào? Dư sư huynh giơ kiếm ra chỗ sáng ngắm nghía rồi đáp, tuy hiệu quả không bằng cháo bích linh nhưng nếu dùng để bảo dưỡng hàng ngày thì rất khá. Hắn nhìn sọt lục cầu chất cao như núi, cảm thán, không ngờ lục cầu vốn bình thường thế mà lại có tác dụng dữ vậy. Yên cửu cũng đồng ý với hắn, ta sẽ thương lượng với thẩm sư huynh, bao giờ bán hết cháo bích linh sẽ bắt đầu quảng bá cháo lục cầu. Sau khi dư sư huynh chào tạm biệt rồi mang kiếm huynh đi, trường ly lao tới cạnh yên cửu ngay lập tức. Yên tiểu cửu, nhanh 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 huynh nấu thêm nồi nữa nhanh lên thấy toàn thân trường ly đều bốc mùi đòi ăn yên cửu đằng hắng rồi hỏi ủa ban nãy nàng không chịu nếm thử mà trường ly tức tốc xuống nước xin lỗi yên đại sư do ta có mắt không tròng lầm ngọc trai thành mắt cá nên mới không nhận ra tài nấu ăn bẩm sinh của huynh huynh đúng là chân truyền của lục vị chân nhân món cháo lục cầu này phải nói là có đầy đủ cả sắc hương vị hơn hẳn mấy món ngon của linh thiện đường đại sư ở đây là kiểu master xếp á mặt cười được trường ly liên tục tăng lên mây yên cử thấy tai nóng rực chàng vội ngắt mạch nịnh nọt của trường ly được rồi ta nấu ta nấu ngay đây trường ly hài lòng ngậm miệng lại bay tới giá kiếm bên cạnh chờ chàng nấu xong khi mùi thơm bắt đầu bay ra khỏi nồi trường ly vô thức nuốt nước miếng trong vòng hai khắc sau đó nàng không hề rời mắt khỏi bếp lò cháo lục cầu vừa nấu xong là trường ly đã không chờ nổi vọt đến ngay nhanh cho ta nếm một miếng đi lâu lắm rồi nàng chưa ăn gì tuy linh khí có thể lấp no bụng nhưng chẳng có mùi vị gì cả Yên cửu thấy nàng sốt ruột thì dỗ vẫn còn nóng, đợi nguội tí đã. Trường ly yên tiểu cửu, ta nuốt địa hỏa còn chẳng sợ bỏng thì hút một miếng cháo bỏng thế nào được. Yên cửu thoáng ngớ ra, suýt thì quên mất thuộc tính của kiếm nhà mình. Chàng quét cháo lục cầu lên thân kiếm, thoát cái đã bị hấp thu sạch. Yên cửu chấp chấp mắt, nhìn lưới kiếm sạch sẽ không tì vết với vẻ hoang mang. Kiếm huynh đâu có hấp thu nhanh thế, yên cửu đang ngây người thì nghe trường ly dục, huynh mau quét đi, ta nuốt miếng kia nhanh quá nên chẳng nếm gia vị gì hết. Yên Cửu đẩy nhanh tốc độ nhưng dù chàng quét mau cỡ nào cũng thua tốc độ hấp thu của Trường Ly. Sau khi đút hết nồi cháo lục cầu, Yên Cửu lắc lắc cổ tay mỏi như. Trường Ly sung sướng lẩm bẩm, ngon quá, muốn ăn thêm nồi nữa. Khóe môi Yên Cửu giật giật, kiếm huynh ăn một nồi là no rồi. Trường Ly hừ khẽ, huynh chưa thấy kiếm ăn nhiều bao giờ à? Ăn no uống đủ xong, Trường Ly mới sực nhớ ra chuyện bị nàng vứt khỏi đầu. Nàng kể lại chuyện mình hóng được bên đỉnh Bích Vân cho Yên Cửu nghe rồi nói, nhưng bây giờ tài nấu nướng của yên tiểu cửu huynh đã tiến bộ rồi chắc không bị linh kiếm chùm bao tải đánh nữa đâu yên cửu cũng thầm thở phào nhẹ nhõm nếu bất cần biến thành kẻ địch của linh kiếm toàn kiếm tông thì áp lực dữ lắm có khi một ngày nào đó đang đi đường lại bị linh kiếm nào đó đánh lén cũng nên từ hôm đó trở đi trường ly chào đón cuộc sống tươi đẹp với ba bữa cháo lục cầu mỗi ngày eo nàng không đau chân không mỏi ngày nào cũng tươi tỉnh sảng khoái thấy số lục cầu dự trữ hết vèo vèo yên cửu lập tức đặt mua thêm 10 sọt nữa nhà buôn nhận được đơn đặt hàng thì há hốc miệng khẩu vị của vị khách này mặn mòi thật mua một sọt còn chê không đủ ấy thế mà lại mua thêm 10 sọt nữa đúng là thế gian rộng lớn có đủ chuyện lạ bên kia buổi bán đấu giá cháo bích linh của thẩm sư huynh được tổ chức đúng hạn hắn bảo những vị khách quý tham dự viết giá vào giấy rồi bán cho họ dựa theo thứ tự giá từ cao xuống thấp nghe nói hôm đó có vài đệ tử thân truyền không mua được đã hồi nhau trùng bao tải nện một gã đệ tử thân truyền khác còn nghe nói chân nhân đỉnh núi nào đó đã nảy sinh tranh cãi với chân nhân đỉnh khác phía sau núi rồi bùng nổ kiếm ý ngay tại chỗ suýt thì cắt phăng tóc mai một tên đệ tử vô tội đi ngang qua đó những gợn sóng ngầm trong tông môn không hề ảnh hưởng gì tới trường ly lúc này nàng đang nhìn thẩm sư huynh đổ linh thạch ào ào ra khỏi túi chứa đổ với cặp mắt sáng rỡ linh thạch chất đống như núi suýt chói mù mắt nàng dư sư huynh đứng cạnh nhìn lé cả mắt bởi hắn chưa từng trông thấy nhiều linh thạch như vậy bao giờ chỉ có yên cửu là vẫn giữ được bình tĩnh nhưng khóe môi hơi nhếch lên đã tiết lộ tâm trạng sung sướng lúc này của chàng thẩm sư huynh lớn tiếng nói tổng cộng bán được ba trăm linh thạch bọn mình chia đều vừa khéo mỗi đứa một dư sư huynh xém hôn mê vì bị khoản tiền phi nghĩa từ trên trời giáng chúng người trương ly thì nhầm thầm xem một trăm linh thạch có thể mua được bao nhiêu thua kiếm sinh đẹp chia linh thạch xong yên cửu đề xuất kế hoạch quảng bá cháo lục cầu mới nấu thành công với thẩm sư huynh thẩm sư huynh cười vỗ vai yên cửu thằng nhóc này khá lắm nếu đệ mà chưa phải đệ tử nội môn đỉnh vô danh thì ta rất muốn cướp đệ về đỉnh Chu Minh. Sau khi xem qua tác dụng của cháu lục cầu, thẩm sư huynh gật gù phán, nếu là bản bình dân thay thế cháu Bích Linh thì bọn mình có thể lấy lại ít để đẩy mạnh doanh số tiêu thụ. Rồi hắn bấm bụng nghiến răng nói, cứ định giá một nghìn linh thạch đi. Trường Ly nhìn thẩm sư huynh đầy kính sợ, nàng đúng là cạn nghĩ quá. Lãi ít của thẩm sư huynh với lãi ít mà nàng hiểu không giống nhau tẹo nào. Được linh thạch cổ vũ, thẩm sư huynh mang số cháo lục cầu yên cửu vừa nấu xong hấp tấp rời khỏi đó. Trong lúc cháo Bích Linh Cung không đủ cầu mà ra mắt cháo lục cầu thì rất đúng lúc, bán muộn một ngày là mất toi một ngày linh thạch. Trường Ly không khỏi líu lưỡi, hèn chi đỉnh Chu Minh giàu dữ vậy, đám kiếm tu khác có thúc ngựa thì cũng chẳng đuổi kịp năng lực kiếm tiền của bọn họ. Khi túi rủng rỉnh linh thạch, dư sư huynh rốt cuộc cũng có thể mua đồ cho kiếm huynh. Hắn đặt đỉnh Chu Minh làm chọn bộ từ giá kiếm, vỏ kiếm đến tua kiếm rồi lại đặt yên cửu nấu ba bữa cháo lục cầu một ngày. Dư sư huynh, lúc trước ta bị thẩm sư huynh dụ lú cả não nên lỡ đưa hết quả bích linh cho đệ, vì chuyện đó mà ta vẫn luôn thấy có lỗi với A Kiếm, đáng nhẽ số quả Bích Linh đó là để nấu cháo cho nó. Kiếm huynh, ta thật sự không cần đâu. Sư sư huynh, giờ nói thế nào thì ta cũng phải để nó ăn ba bữa cháo lục cầu mỗi ngày để bồi bổ. Vài ngày sau, cháo lục cầu bỗng nổi như cồn khắp Quy Nguyên kiếm tông. Chỉ cần bỏ ra một phần 3 số tiền bảo dưỡng linh kiếm cơ bản là có thể cho linh kiếm nếm thử trải nghiệm hoàn toàn mới, làm gì có kiếm tu nào không động lòng cơ chứ? Dù là kiếm tu túng quẫn thì cũng sẽ vì linh kiếm nhà mình mà tới sự vụ đường nhận thêm mấy nhiệm vụ để đổi lấy linh thạch mua một lọ cháo lục cầu. Linh thạch như nước chảy, chảy ào ào vào sổ thu. Có một hôm, Thẩm sư huynh vốn vội vắt chân lên cổ không nhín được thời gian sang đưa linh thạch bèn bảo Yên Cửu tự sang đỉnh Chu Minh lấy. Trường Ly và Yên Cửu vừa tới nơi đã nghe một tên đệ tử thân truyền thầm thì với Thẩm sư huynh. Thẩm sư huynh, huynh nói thật cho ta biết đi đại sư nấu cháo lục cầu thật sự không thể nấu món này dở đi tí à nhìn hiệu quả cháo bích linh thì hình như đại sư càng nấu dở thì càng có hiệu quả ấy trường ly trơ mắt nhìn linh kiếm bên hông tên đệ tử nọ nhảy dựng lên quất hắn một phát đau điếng ngươi cầm miệng đi đại sư nấu cháo lục cầu thế nào còn tới lượt ngươi chỉ đạo à tên đệ tử nọ xoa cánh tay bị quất đỏ ngượng ngùng nói linh kiếm nhà ta hơi dữ xíu đã khiến huynh cười chê rồi yên cửu và thẩm sư huynh không hẹn mà cùng lấy làm may mắn may mà linh kiếm nhà mình hiền hòa hơn nhiều thẩm sư huynh khuyên mãi, rốt cuộc cũng khuyên được tên đệ tử kia ra về. Hắn thở phào một hơi, xoay sang chia số linh thạch lãi được cho Yên Cửu rồi nói, Yên Sư Đệ, đệ đúng là thần tài của ta, cháu lục cầu còn bán chạy hơn cả loại bùa sốt xôn sột của đỉnh Chu Minh nữa. Thẩm sư huynh chớp mắt với Yên Cửu, Sư Đệ, đệ còn bí kíp lận lưng nào nữa không nếu thiếu nguyên liệu thì cứ việc bảo ta, nhất định ta sẽ tìm cách kiếm đủ cho đệ. Thứ khác sư huynh không có chứ cách thì nhiều lắm, Yên Cửu ngẫm nghĩ, đúng lúc cháo lục cầu mang đến niềm tin vô hạn cho chàng vào tài nấu nướng của mình nên chàng đang định nấu thử một công thức khác của lục vị chân nhân yên cửu lập danh sách những nguyên liệu cần thiết rồi đưa cho thẩm sư huynh danh sách này là những nguyên liệu ta cần phiền sư huynh kiếm hộ nhé thẩm sư huynh vỗ ngực hứa hẹn sư đệ yên tâm cứ để ta lo trước khi thẩm sư huynh giao nguyên liệu nấu món mới tới yên cửu định lấy quả tử kim trưởng môn đưa lần trước để luyện tay nghề trước hai quả màu đỏ tím được xếp cẩn thận trong hộp ngọc giữ tươi bên ngoài quét dầu bóng loáng Vỏ hiện hoa văn màu vàng sẫm lờ mờ, tỏa mùi thơm thoang thoảng. Trường Ly lượn một vòng quanh quả tử kim hít hà, vô cùng trông mong bữa ăn này. Quả này vừa nhìn là biết ngon rồi, Yên Cửu nghiêm túc nấu theo đúng công thức, chàng lột vỏ quả tử kim, nêm nếm gia vị rồi đốt lò hầm. Khi nắp nồi kêu khẽ một tiếng vì nước sôi, làn hương đầu tiên từ từ bay ra từ khe hở nắp nồi. Trường Ly ngồi bên cạnh lập tức hắt xì một cái rõ to vì bị sặc mùi này. Nàng khụt khịt mũi, ngập ngừng hỏi, Yên Tiểu Cửu, hình như mùi này sai sai thì phải, Yên cửu cẩn thận ngửi thử, khẽ cao mày, do dự hỏi lại, hay quả tử kim vốn hôi rình nhưng ăn lại ngon. Trường Ly bất giác nghĩ thầm, nhưng lúc quả tử kim chưa nấu đâu có mùi đó. Hai khắc sau, cháo tử kim nấu xong, Trường Ly cẩn thận giữ một khoảng cách an toàn với cái món có mùi khả nghi này. Yên cửu dơ cọ lên, nghiêm túc nói với Trường Ly đang tỏ vẻ bỉ bai rõ ràng, bé Trường Ly, nàng đừng để mùi bên ngoài lừa gạt, như thế là thành kiến. Nghe Yên cửu khuyên, Trường Ly do dự lại gần, nhắm mắt thử một miếng. Ngay sau đó, nàng á lên một tiếng, vọt thẳng lên nóc nhà. Rồi nàng lại lao xuống, quát hiên cửu, yên tiểu cửu, huynh là tên lừa bịp. Ta đã nhìn nhầm huynh rồi, cháu lục cầu chỉ là ăn may, còn cháu tử kim và cháu bích linh mới là trình độ thực sự của huynh. Yên cửu cứng đơ người, chàng nhìn nồi cháu tử kim với ánh mắt khó tin, quyết định gửi bùa đưa tin cho dư sư huynh. Khẩu vị mỗi người một khác, ngay cả củ cải và rau xanh cũng sẽ có người thích. Khẩu vị của linh kiếm cũng khác nhau mà. Dư sư huynh tới rất nhanh, bây giờ hắn cực kỳ nhiệt tình với chuyện nếm thử món mới của Yên Cửu. Kiếm huynh cũng rất tích cực, cháu lục cầu đã đảo lộn ấn tượng của hắn với Yên Cửu, lần này chắc chắn cũng không tệ. Trường Ly nhìn một người một kiếm khấp khởi hy vọng mà thầm hừ khẩy. Đó là vì bọn họ không biết Yên Tiểu Cửu đáng sợ cỡ nào. Kiếm huynh vừa nếm miếng cháo tử kim đầu tiên đã đứng hình. Sao cái vị này là thế không biết, thậm chí hắn còn chẳng biết nó hơn hay kém cháo bích linh nữa, bởi mỗi món dở theo một kiểu khác nhau. Yên sư đệ, cháo tử kim có tác dụng ngang ngửa cháo bích linh đấy. Trường ly ha một tiếng, không chỉ tác dụng đâu mà mùi vị cũng thế nốt. Lần này kiếm huynh đã có kinh nghiệm, hắn không nằm chơi ra đó mặc người sâu xé nữa mà thừa dịp dư sư huynh đang nói chuyện mà bật dậy vọt ra cửa sổ chạy thoát thân. Dư sư huynh tức khắc mặc kệ nồi cháo tử kim, vội vàng mở cửa đuổi theo, a kiếm, ngươi chạy làm gì, đợi ta với. Trường ly nhìn một người một kiếm thoát cái đã biến mất, lạnh lùng hỏi yên cửu, yên tiểu cửu, giờ huynh đã hiểu rõ trình độ nấu nướng của mình chưa, hình như yên cửu đã bị phản ứng của kiếm huynh đà kích chàng im lặng dọn nồi cháo tử kim còn dư để ta gửi cháo tử kim cho thẩm sư huynh bán yên cửu mang nồi cháo tử kim đi rồi mang một sọt nguyên liệu đủ thứ về chẳng biết thẩm sư huynh nói gì với chàng mà trông chàng cứ như được bơm mấu gà vừa về đến nơi đã sắn tay áo lên nấu nướng liên miên bé trường ly nàng cứ chờ mà xem chắc chắn ta sẽ chứng minh được tài nấu nướng của mình sau một đêm chiếc bàn trong phòng bày mười mấy bình xứ mắt yên cửu đỏ kè khàn giọng nói ta không tin trong đám này không có món nào ngon dù ngon hay không thì trường ly cũng không dám thử bừa món cháo từ kim hôm qua đã để lại bóng ma sâu đậm trong lòng nàng yên cử gửi bùa đưa tin cho dư sư huynh sau đó nhanh chóng nhận được hồi âm yên sư đệ a kiếm vẫn đang giận ta lần này ta không thử đồ ăn dùm đệ được xin lỗi nhé trường ly hừ khẩy một tiếng yên cử ôm đống bình kia lên không hề thấy nhụt trí chút nào ta đi tìm thái diễn chân nhân chân nhân kẹt tiền nên chắc sẽ không từ chối cơ hội thử đồ ăn miễn phí đâu. Trường Ly thầm thấy buồn thay cho kiếm thái diễn một giây, rồi ngoan ngoãn bay theo chàng. Nói thật là nàng hơi tò mò về mùi vị của mấy món mới. Đến điện chính đỉnh vô danh, quả nhiên thái diễn chân nhân nhiệt liệt hoan nghênh yên cửu đến. Đỉnh Chu Minh hết giá cao quá, dù ta tiết kiệm cỡ nào thì cũng chỉ mua được một lọ cháo lục cầu cho kiếm thái diễn thôi, ta thấy có lỗi với nó quá. Thái diễn chân nhân vừa nói vừa vuốt tròm dâu được chăm sóc kỹ lưỡng. Sau này nếu có loại chuyện tốt như thử sản phẩm mới thì con phải nhớ tìm ta đấy. Khẩu vị của kiếm thái diễn rất đại chúng, cực kỳ phù hợp với chuyện này. Kiếm thái diễn im lặng liếc thái diễn chân nhân một cái. Cuộc sống khó khăn ghê, việc gì cũng đến tay mình. Yên cửu không dài dòng thêm, đặt người mấy bình xứ lên bàn. Vậy chúng ta thử từng món một đi. Món đầu tiên, cháo bách thảo. Bách thảo vốn có vị chua ngọt, rất được linh thú ăn cỏ yêu thích. Nhưng cháo bách thảo mà yên cửu nấu lại tỏa mùi hôi kỳ lạ, kiếm thái diễn bị ép nếm một miếng đã suýt ngất lịp món thứ hai là quả ly thổ quả này chuyên mọc dưới đất có màu nâu vị y như bùn phải nói là người chê chó ghét trừ phi đói giá họng thì chẳng ai thèm ăn thứ này nhưng cháo ly thổ vị bùn mà yên cửu nấu lại có mùi thơm thanh mát kiếm thái diễn nếm một miếng thì muốn ăn thêm miếng nữa món thứ ba quả bạch lan quả này trắng muốt vị như hoa lan rất đắt tiền yên cửu nấu ra vị độc lạ đến nỗi khiến kiếm khó nuốt nổi món thứ tư dễ sa mộc vị vừa sượng vừa nhạt vẹt, nhưng yên cửu nấu xong lại rất thơm ngon. Không chỉ có kiếm thái diễn lúc thì rơi xuống địa ngục vì nếm phải món dở, khi lại bay lên thiên đường vì thử chúng đầu ngon nên thấy sướng khổ lẫn lộn mà trường ly xem xong cũng chất lặng. Nàng ngắm nghía đôi tay yên cửu, không thể không cảm thán tạo hóa thật kỳ diệu. Đôi tay này đúng là có tài biến đồ ngon thành dở, đồ dở thành ngon. Thử đồ ăn xong, kiếm thái diễn cảm thấy như bị khoét giống, nằm liệt ra đó không nhúc nhích. Thái diễn chân nhân vô cùng hài lòng về bữa ăn miễn phí này, cười khanh khách tiến yên cửu ra khỏi điện chính. Cổng lớn điện chính đỉnh vô danh luôn luôn mở rộng chào đón con. Yên cửu mang trường ly về đệ tử xá, thở dài một hơi. Trình độ nấu nướng của ta chẳng ổn định gì cả. Trường ly lắc đầu người nguậy, đâu có, ổn định mà, ổn định lắm luôn á. Ổn định nấu thứ quý giá thành rác rưởi, nấu rơm dạ thành thơm ngon. Dù có ngon hay không thì tác dụng của sản phẩm mới vẫn luôn đảm bảo. Yên cử gửi hết chúng tới chỗ thẩm sư huynh, chuyện tiêu thụ phải nhờ cả vào hắn. Kể từ hôm đó, Trường Ly thường xuyên bắt gặp đủ chuyện lạ trên núi. Một kiếm tu ôm bình xứ, cầm cái cọ nhỏ dí theo linh kiếm. Thật mà, lần này chắc chắn ngon, ta không lừa ngươi đâu, món. Lần trước chỉ là ngoài ý muốn thôi, hay là cảnh một kiếm tu giơ tay lên trời thề với linh kiếm của hắn. Ta mua cháo ly thổ chứ không phải cháo bách thảo đâu. Dù ngươi không tin ta thì cũng phải tin linh thạch của ta chứ làm sao ta mua nổi sản phẩm bảo dưỡng đắt đỏ như cháo bách thảo còn có kiếm tu phải chạy trốn vì bị linh kiếm nhà mình đuổi rất vừa chạy thở hồng hộc hắn vừa không quên ngoái đầu lại giải thích thuốc đắng giã tật có lợi cho bệnh mà ơ ờ, không phải ta biết ngươi không bị bệnh nhưng cháo bạch lan rất tốt cho kiếm ta nghĩ cho ngươi mà khi ninh tầm đột phá kỳ cuối trúc cơ thuận lợi kết đan xuất quan đã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn người chạy kiếm bay khắp kiếm tông mặt ninh tầm không khỏi hiện vẻ hoang mang trước khi nàng bế quan hình như tông môn đâu có như vậy trưởng môn cố ý tới chúc mừng cóp nhóc đệ tử xuất quan cười khanh khách nói đúng là dạo này tông môn náo nhiệt hơn xưa vừa khéo lần trước con bế quan vội quá nên ta chưa kịp đưa quà mừng con ra khỏi bí cảnh lần này ta tặng chung với quà mừng con kết đan luôn trưởng môn mở một chiếc hộp gỗ to ra bên trong bày hai lọ xứ ngay ngắn ninh tầm nghi ngờ hỏi sư tôn đây là gì thế ạ à? trưởng môn khẽ nói là hàng tốt dùng để bảo dưỡng linh kiếm trong đó một lọ ta cướp từ chỗ thái diễn còn lọ kia đặt mua của đỉnh chu minh Kiếm xích tiêu đã cùng con đột phá cảnh giới, dù không góp công thì cũng góp sức, con nên khao nó một bữa. Kiếm xích tiêu bên hông ninh tầm sáng lên, dạo dược chờ nếm thử món quà của trưởng môn. Trường Ly không hề biết chuyện xảy ra ở đỉnh lăng tiêu. Sau khi yên cửu không ngừng nỗ lực, thực đơn của nàng đã phong phú hơn rất nhiều. Là thanh kiếm đầu tiên tham dự vào quá trình nghiên cứu đồ ăn mới nên nàng biết rõ như lòng bàn tay món nào ngon món nào dở, bởi vậy sẽ không ngây thơ mù mờ rồi dẫm chúng mình như những kiếm linh khác. Cùng lúc đó, con chim non được bôi kem mọc lông 3 lần một ngày nên lông nó ngày càng bồng bềnh, không hề dụng cọng nào. Dù Trường Ly có sách nó lên lắc lấy lắc để thì mỗi cọng lông đều ở nguyên vị trí cũ, không hề dụng xuống. Bởi vậy mà khi Trường Ly tìm thấy một cọng lông trắng cạnh chiếc nồi yên cửu hay dùng thì phản ứng đầu tiên của nàng là kem mọc lông mất tác dụng rồi à. Nhưng nàng lập tức gạt phát suy nghĩ này đi, cọng lông này mảnh dài hơn, mềm dẻo hơn lông của con chim non, rõ ràng không phải là lông của nó. Trường Ly bắt đầu nổi lòng nghi ngờ, chẳng lẽ trong lúc nuôi chim, yên tiểu cửu bỗng dưng tìm thấy lạc thú nuôi thú lông xù à nàng giơ cọng lông trắng lên bay tới chỗ yên cửu yên tiểu cửu có phải huynh lén ta nuôi con gì có lông xù không hả lúc yên cửu trông thấy cọng lông trắng mềm quen mắt đang phất phơ trong gió thì sợ suýt lòi cả đuôi chàng bị rụng lông bộ lông chàng rất mực tự hào vừa trắng muốt vừa bồng bềnh đã bắt đầu rụng rồi đây là một dấu hiệu đáng sợ rất có khả năng là điểm báo mới trẻ đã bị hói yên cửu vừa hứng chịu đả kích nặng nề bắt đầu ngấm lại những chuyện mình làm gần đây hòng tìm ra nguyên nhân bị dụng lông nguyên nhân một hàng ngày chàng ngồi xổm bên bếp lò mịt mù khói lửa độ ấm quá cao khiến lông bị dụng nguyên nhân hai vì nghiên cứu và nấu thử món ăn mới mà dạo này chàng thường xuyên thức khuya làm việc và nghỉ ngơi không điều độ nguyên nhân ba chàng đã tới tuổi dụng lông ngay sau đó chàng chợt phát hiện một vấn đề còn nghiêm trọng hơn chuyện chàng dụng lông bị trường ly bắt gặp thân phận có nguy cơ bại lộ rất cao bị trường ly gặng hỏi Yên Cửu lập tức chối phăng tận ba lần. Không phải thế, ta không có, đừng nói bừa, Trường Ly hoài nghi hỏi lại, thật không? Trái khế Yên Cửu nhấp nhô hai bật, chàng nói chắc địch, ngoài con chim non ra thì trong phòng mình làm gì còn sinh vật nào có lông nữa đâu không có. Trường Ly càng, nghi ngờ dữ hơn, thế cọng lông trắng này ở đâu ra? Yên Cửu đảo mắt nhìn từ đầu này phòng tới đầu kia phòng, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ mở hé. Chàng trỏ ra cửa sổ, mở miệng nói, ngày nào ta cũng mở cửa sổ thông gió, ai biết con chim nào bay ngay rụng lông xuống chứ. Trường Ly cúi đầu ngắm nghía cọng lông trắng kia, con chim bay ngang qua đây, chắc chắn không phải là hạc của trưởng môn, lông hạc không dài thế, mà hình như lông của con chim mây tới giao đồ lần trước cũng không phải loại này. Trong lúc Trường Ly trầm tư, Yên Cửu khẽ nhúc nhích ngón tay lén điều động linh lực. Một cơn gió lùa từ ngoài vào thổi cọng lông kia ra ngoài cửa sổ, khuất khỏi tầm mắt của một người một kiếm. Trường Ly vô thức ối một tiếng, bị gió thổi bay mất rồi yên cửu lập tức nói đấy nàng xem nó có thể bị gió thổi đi thì cũng có thể bị gió thổi vào đây ai biết sốt cuộc nó ở đâu ra chứ trường ly bị thuyết phục không đề cập tới chuyện này nữa đêm đó yên cửu hỏa tốc đặt mua chọn bộ sản phẩm dưỡng lông bao gồm ngăn dụng giúp chắc khỏe và xuân mượt ngày hôm sau con chim mây lại tới giao hàng tận nhà trường ly nhìn đống chai lọ lần trước vẫn chưa dùng hết thì không kìm được hỏi con chim non dùng hết mớ cũng rồi à sao huynh mua lắm thế Yên cử nghiêm túc trả lời, tiệm ấy đang có chương trình giảm giá nên ta mua luôn một thể, dù sao sớm muộn gì cũng phải dùng mà. Kể từ hôm đó, mỗi khi trường ly ngủ say, Yên cử lại lén chăm sóc lông. Chàng bôi kem dưỡng lông khắp người một lượt rồi dùng lược chuyên để trải lông tỉ mỉ trải chút từng tí lông một. Đã vậy hàng ngày chàng còn phải kiểm tra kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong phòng để tránh xảy gặp chuyện đáng xấu hổ như lần trước khi vô tình bị trường ly trông thấy lông dụng. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, kể từ đó Yên Cửu không dụng thêm cọng lông nào nữa nguy cơ bị hói đã được loại bỏ. Đương lúc yên cửu thở phào nhẹ nhõm vì chuyện này thì trường ly vô tình phát hiện đống chai lọ rỗng chàng dùng hết dấu dưới gầm giường. Yên cửu vỗ chán một cái, toi rồi, dấu cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chàng quên không vứt mấy cái lọ đó đi, trường ly bay lên không chung, chỉ thiếu điều chống nạnh nữa thôi. Nàng gần giọng hỏi, yên tiểu cửu, huynh nói ta nghe xem, bao nhiêu kem mọc lông và kem dưỡng lông như thế mà mình con chim non dùng sạch bách hà Con chim non đứng cạnh chip một tiếng đầy vô tội, yên cửu cứng họng, đang vắt óc tìm một cái cớ mới thì Trường Ly đã hừ khởi nói, tốt hơn hết là huynh đừng bảo rằng huynh bất cần làm đổ hết. Yên Cửu bất lực mím môi, đi tong một cái cớ hay rồi. Trường Ly hạ tối hậu thư với chàng, Yên tiểu cửu, trong ngày hôm nay huynh phải giao con thú cưng đó ra đây cho ta. Dứt lời, Trường Ly thở hồng hộc bay ra ngoài đi dạo. Yên Cửu đau khổ nhắm mắt lại, chàng biết đi đâu tìm một con tiểu yêu có bộ lông giống mình bây giờ. Á, à, mắt Yên Cửu bỗng sáng rực, lông giống chàng ấy hả? Nếu chàng nhớ không nhầm thì cách đây không lâu trưởng lão mới gửi thư tới kể rằng trong đám con non mới sinh của tộc có một con trông rất giống chàng hồi nhỏ. Chính là nó, Yên Cửu vội vàng gửi thư khẩn về tộc. Khi Trường Ly dạo vài vòng ở đỉnh núi gần đó rồi quay lại đệ tử xá thì thấy cạnh con chim nhỏ có thêm một cục bột trắng. Cục bột này có bộ lông bồng bềnh, vừa nghe tiếng nàng về là đôi tai hình tam giác đã giỏng lên lúc lắc hai cái. Vì trông nó quá sức đáng yêu, giọng Trường Ly dịu hẳn đi, "Yên tiểu Cửu, đây là bé yêu tinh huynh giấu hả?" tâm trạng vốn thấp thỏm của yên cửu lắng xuống ngoài yêu tộc ra thì làm gì có người nào nhận ra con cáo này là yêu đâu ngay cả kiếm linh cũng không chàng quả quyết gật đầu chính là nó cục bột trắng không hiểu mô tê gì cũng gật theo trường ly phấn khích nhảy nhót trên không mấy cái sau đó nhìn yên cửu với ánh mắt khiển trách bé lông xù đáng yêu thế mà huynh lại giấu riêng yên cửu liếc con non kia đầy ghét bỏ đáng yêu á vừa rồi chàng đã ngắm hết một lượt từ đầu tới chân con non này tuy thoạt trông hơi giống nhau nhưng lông nó không suôn mượt bằng lông mình đuôi không bồng bềnh bằng đuôi mình, tai cũng không mềm bằng tai mình. Hiển nhiên Trường Ly không nghĩ vậy, nàng bay vèo tới cạnh cục bột trắng cọ lấy cọ để. Cảm giác thật quá tuyệt vời, Yên Cửu thấy thế thì mặt đen kịt lại, chàng vội vàng kéo thanh kiếm không biết rụt rè là gì này lại. Ban ngày ban mặt mà nàng làm gì thế hả chẳng ra thể thống gì nữa. Trường Ly bất mãn vùng vẩy đuôi kiếm, Yên Tiểu Cửu, huynh keo quá, cho ta cọ bé lông xù xíu không được à. Yên Cửu vứt phát cục bột trắng ra cách đó không xa, lạnh lùng phán, nam nữ khác biệt cục bột trắng vẽ một đường parabol hoàn hảo trên không rồi ngã chổng vó trên bàn ngu người ra trường ly há hốc miệng ánh mắt nhìn yên cửu bắt đầu sai sai kế đó hễ trường ly muốn lén sở cục bột trắng là sẽ bị yên cửu cản lại ngay ngay cả lúc nấu ăn yên cửu cũng không quên sách cục bột trắng tới cạnh bếp lò luôn phòng trường ly như phòng trộm chàng bắt đầu cân nhắc tính khả thi của chuyện vứt con non phiền phức này về lại tộc sao trước kia chàng không biết trường ly đam mê mấy con lông xù dữ vậy chứ yên cửu vừa ngẫm nghĩ vừa quạt lò lúc này chợt có ai đó gõ cửa trường ly bay ra mở cửa bất giác lẩm bẩm chẳng biết là triệu sư huynh dư sư huynh hay là thẩm sư huynh nữa cửa vừa mở trường ly nhanh như cắt bay vèo ra sau lưng yên cửu yên cửu ngạc nhiên ngẩng lên thì thấy ninh tầm đang đứng trước cửa chàng lập tức đặt cái quạt lá để sang một bên đứng dậy hỏi ninh sư tỷ sao tỷ lại tới đây thế ninh tầm nghiêm túc lấy một cái bình xứ ra hỏi yên cửu ta nghe sư tôn nói là món cháo bích linh này do đệ nấu hả yên cửu thoáng sửng sốt rồi gục gặp đầu ninh tầm giơ kiếm xích tiêu ra thắc mắc vì sao ta vừa cho xích tiêu uống cháo bích linh xong là nàng bị hôn mê không còn động đậy gì nữa vậy chẳng lẽ vì ta bế quan lâu quá nên món cháo bích linh này bị thiêu rồi à sắc mặt yên cửu nghiêm túc hẳn lên chàng đã bán nhiều cháo bích linh thế mà chưa từng xuất hiện vấn đề hậu mãi bao giờ chàng nghiêm mặt hỏi ninh sư tỷ có thể cho ta xem qua chỗ cháo bích linh còn thừa không ninh tầm đưa bình xứ cho yên cửu chàng ngắm rồi ngửi rất cẩn thận Yên cửu dám lấy cái mũi không đời nào đánh hơi sai của mình ra để thề là mùi vị của nó không khác gì lúc mới nấu xong cả. Ninh sư tỷ, cháu Bích Linh không có vấn đề gì hết. Ninh tầm nhíu chặt mày, nếu cháu Bích Linh không có vấn đề thì sao kiếm xích tiêu lại bị thế chứ? Trường ly núp sau lưng yên cửu không nghe nổi nữa, dâu dâu nói, yên tiểu cửu, liệu huynh có nên nói cho Ninh sư tỷ biết là bởi vì cháu Bích Linh khó nuốt quá nên có thể khiến Linh kiếm cảnh ăn bị ngộ độc không? Sống lưng yên cửu thoáng cứng đờ, chàng ho khẽ hai tiếng, Cô nói thật huyền chuyển, Ninh sư tỷ, tuy cháo bích linh rất hiệu quả nhưng đúng là mùi vị không tốt lắm. Chắc kiếm xích tiêu cũng giống như mấy bệnh nhân nhạy cảm với mùi vị, một khi uống phải uống thuốc đắng quá thì có thể bị choáng váng, thậm chí là hôn mê trong thời gian ngắn. Ninh Tầm đứng hình, không ngờ thứ tốt để bảo dưỡng kiếm mà sư tôn nói lại có tác dụng phụ lớn như vậy. Nàng do dự một lát rồi móc ra một mớ bình xứ trưởng môn mới cho. "Đừng nói đống này đều do đệ nấu nhé." Yên Cửu cứng đờ người gật đầu, "Ta nấu cả đấy." Sắc mặt Ninh Tầm trông càng kỳ lạ nàng dè giặt hỏi bình nào cũng có tác dụng phụ hết hả yên cửu vội lắc đầu chàng liếc sơ nhãn của chúng rồi trỏ nhanh vào vài bình trong số đó chỉ có mấy bình này giờ thôi số còn lại chắc kiếm xích tiêu sẽ thích để tăng mức độ đáng tin yên cửu còn bổ sung thêm chỉ ít là phần lớn linh kiếm đều yêu thích ninh tầm ôm kiếm xích tiêu hoảng hốt rời khỏi đó hình như nàng đã hiểu vì sao dạo này tông môn lại náo nhiệt như thế rồi ninh tầm ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt yên sư đệ này thật khó lường chỉ dùng một nồi một nguôi mà khiến cả tông môn dậy sóng. Sau khi ninh tầm đi, cuối cùng Trường Ly cũng bật cười ha hả trên nỗi đau của Yên Cửu. Yên Tiểu Cửu, may mà không có nhiều người trong tông môn biết chuyện đám cháo đó là do huynh nấu, nếu không e là số người tới tìm huynh như ninh sư tỷ sẽ xếp hàng từ ngoài cửa xuống tận chân núi vô danh mất. Yên Cửu dơ môi lên, hỏi với giọng đượm mùi uy hấp, bé Trường Ly, tối nay nàng muốn ăn cháo bách thảo hay cháo ly thổ nào? Trường Ly quyết đoán cầm miệng ngay. Kể từ khi Yên Tiểu Cửu thao túng chuyện bếp núc, địa vị của chàng trong cái nhà này đã tăng vọt, giờ nàng nói thật một câu cũng không được. Trường Ly buồn bã lao vèo xuống, vùi cả thanh kiếm vào người cục bột trắng. Nàng rất cần lông xù chữa lành tâm hồn mình, Yên Cửu bật cười vì tức, chàng thò tay rút mạnh thanh linh kiếm khỏi người cục bột trắng rồi ấn lên giá kiếm. Từ giờ cho tới lúc ăn cơm, nàng ngoan ngoãn ở yên đây đi. Trường Ly lăn một vòng tại chỗ, khẩn khoản nói, Yên Tiểu Cửu, dạo này trời lạnh nên ta cần cục bột trắng để làm ấm tay chân, nó chính là người bạn đồng hành tuyệt vời của linh kiếm yên cửu không suy xuyển nàng là thanh kiếm hệ hỏa thì tự phát nhiệt sưởi ấm được mà cần gì phụ thuộc vào thứ khác trường ly đớn lưỡi sau đó cãi ngay ấm của lửa đốt với ấm của lông xù đâu có giống nhau yên cửu khối muôi trong nồi lạnh lùng đáp nếu nàng thấy lạnh thật thì con non kia còn có một cách dùng khác là làm ấm dạ dày của nàng đấy trường ly sợ đến người yên tiểu cửu chẳng lẽ thực đơn lục vị chân nhân cho huynh còn có cả thịt cáo nữa à Nhiên cửu nhếch môi, vốn dĩ không có, nhưng chắc tối nay sẽ được thêm vào đấy. Cục bột trắng đang gà gật bên bếp lò run rẩy hai cái. Trường Ly cũng run một cái, gã đàn ông này thật đáng sợ, vì không muốn một ngày nào đó thấy bé cáo vô tội xuất hiện trên bàn ăn, Trường Ly đành thòm thèm nhìn con chim non lăn lộn trên người cục bột trắng mỗi ngày. Đời kiếm không còn gì đau khổ hơn chuyện chỉ được nhìn mà không được sờ. Trường Ly bực bội bay ra ngoài, nàng muốn sang đỉnh Bích Vân Tán Gỗ với bọn Kiếm Linh để chút xả cõi lòng. Vẫn là chỗ cũ vẫn là đám kiếm linh cũng đang tụ tập nói chuyện rất ồn ào. Giang sách là thèn khón lừa đảo, hôm qua hắn dám lừa ta ăn cháo bạch lan, còn bảo là cháo dễ sa mộc. Nếu mũi ta không thính thì suýt rơi chúng bẫy của hắn rồi. May quá là may, hôm qua ta được ăn cháo lục cầu. Ta sẵn sàng đổi 10.000 sợi tóc của giang sách để đại sư không nấu thêm món nào kỳ cục nữa. Trường ly nghe mà run hết cả kiếm, chẳng biết giang sư huynh có biết linh kiếm nhà hắn rất thích lấy tóc của hắn ra ước bậy ước bạ không. Trường ly được đám kiếm linh chào đón nhiệt liệt. Bé Trường Ly, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới đàn đúng với bọn ta thế? Hay cô cũng dẫm chúng nghìn sản phẩm mới của đại sư rồi? Trường Ly lắc đầu, làm sao có chuyện nàng dẫm mình được chứ? Nàng kể lại chuyện bé cáo cho họ nghe rồi không kìm được mà thở dài. Ta chỉ muốn được sờ lông mỗi ngày thôi mà sao khó khăn dữ vậy? Kiếm linh số một nghĩ cách hộ nàng, cô muốn sờ lông à chẳng phải linh thái viên nuôi gà sao cô cứ tới đó mà sờ. Nghĩ tới bộ lông ngắn cuốn của lũ gà phi, Trường Ly không ưng lòng thôi, lông gà không mềm bằng lông cáo, Mọi người không biết đâu, lông bé cáo kia vừa trắng vừa mềm, vùi người trong đó cứ như ngã vào đám mây ấy, lông bọn gà phi thua xa. Kiếm linh số 2 trầm tư hồi lâu rồi nói, thế con hạc của trưởng môn thì sao con hạc ấy được chăm kỹ hơn bọn gà nhiều, thoạt trông rất bóng bẩy mượt mà, chắc sờ cũng đã lắm. Khóe môi trường ly giật giật, xem ra, không chỉ có một thanh kiếm là nàng để mắt tới hạc của trưởng môn. Cảm giác sờ lông chim không giống sở lông cáo đâu, lúc này, kiếm linh số 3 chợt nảy ra một ý, Nghe nói sự vụ đường mới có nhiệm vụ mới là thỏ yêu làm loạn ở Trấn Lưu Vân, chắc độ mềm của lông thỏ không thua gì lông cáo nhỉ. Kiếm linh số một không đồng ý, dù nhận nhiệm vụ này thì bọn mình cũng phải đi rất yêu chứ không lẽ bắt con thỏ yêu kia về nuôi chắc. Kiếm linh số 3 phản pháo, cảm hóa yêu tộc cũng là một phần nhiệm vụ mà chẳng phải hồi trưởng đỉnh Ngọc Hoa còn trẻ từng nuôi một con mèo yêu rồi nó suýt ăn sạch cá trên đỉnh Ngọc Hoa à. Trường Ly càng nghe thì mắt càng sáng rỡ, nếu có yêu thì tốt quá, nàng đang lo không tìm thấy cách tới yêu dưới đây. Dù có sợ được lông con thỏ yêu kia hay không thì nàng cũng phải nghĩ cách dụ yên tiểu cử nhận nhiệm vụ này mới được. Trường Ly sợ đến chậm sẽ có người giành mất nhiệm vụ ấy bèn vội vàng chào tạm biệt đám linh kiếm rồi phi như điên về đệ tử xã. Còn chưa vào đến phòng, Trường Ly đã gào lên, yên tiểu cửu, bọn mình về tông môn hơi lâu rồi, đã đến lúc ra ngoài làm nhiệm vụ tiếp rồi nhỉ. Yên cửu thấy Trường Ly hăng hái bất thường thì nổi lòng nghi ngờ. Thái diễn chân nhân còn chưa vội thì nàng vội cái gì? trường ly nghiêm mặt nói thì vì ta nghĩ cho vinh quang của đỉnh vô danh bọn mình mà huynh vốn là đệ tử đỉnh vô danh mà không thấy nóng ruột muốn nỗ lực cày nhiệm vụ mang vinh quang về cho tập thể sao yên cửu thoáng hít mắt lại trực giác mách bảo chàng rằng cô nhóc kiếm linh có gì đó bất ổn bắt gặp ánh mắt hoài nghi của yên cửu trường ly lập tức đổi bài khác nếu không ra ngoài thì huynh cho ta mượn bé cáo chơi vài hôm đi yên cửu lập tức bỏ qua tia ngờ hoặc vừa lóe lên trong đầu quyết đoán bỏ cây quạt lá để đang cầm xuống Bây giờ bọn mình tới sự vụ đường luôn đi. So với việc để bé Trường Ly suốt ngày rình rập con cáo non, chẳng thà ra ngoài để phân tán bất sự chú ý của nàng còn hơn. Một khắc sau, quản sự sự vụ đường vừa trông thấy Yên Cửu nhiều ngày chưa gặp đã cười giãn hết nếp nhăn trên mặt ra. Lâu lắm mới gặp, hôm nay cậu tới nhận nhiệm vụ à? Yên Cửu vừa dạo một tiếng vừa hướng mắt về phía mớ thẻ nhiệm vụ treo trên tường. Dạo này có nhiệm vụ gì mới không ạ? À? Quản sự nhiệt tình nói, dạo này mới có thêm kha khá nhiệm vụ đấy một là có rất nhiều hoa cỏ quý chất héo không rõ nguyên nhân trong bách hoa viên ở Xuân Châu, cần tra xét gấp, hai là núi đông độ có hiện tượng lạ khiến núi sạt lở, ba là nghe đồn chấn Lưu Vân có thỏ yêu làm loạn. Yên Cửu Vân vê cầm, chậm rãi nói, từ tông môn tới Xuân Châu hơi xa. Số hàng dự trữ gần đây chàng tăng ca nấu dự trữ e là không đủ cho thẩm sư huynh bán trong vòng một tuần, tốt nhất là tìm nhiệm vụ gần chút. Quản sự nhanh trí đáp ngay, gần thì có nhiệm vụ núi đông độ, nếu đệ từ trúc cơ cưới kiếm bay thuộc mạng thì chắc tầm hai ngày là tới rồi. Yên cửu tính toán, nếu cưới kiếm mất hai ngày thì cưới xe mây cùng lắm chỉ tốn một ngày khoảng cách này rất ổn thấy yên cửu định giơ tay cầm thẻ núi đông độ trường ly vội nói bình thường bọn mình ở trong tông môn ngắm núi chưa đủ hay sao khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến chỉ bằng đổi cảnh khác đi yên cửu khựng tay lại rời sang phải một tấc gỡ thẻ trấn lưu vân xuống nếu chàng nhớ không nhầm thì đường tới Trấn Lưu Vân chỉ mất thêm nửa ngày so với núi Đông Độ. Tuy quản sự không rõ vì sao chàng đột nhiên đổi ý nhưng vẫn ghi chú vào sổ nhiệm vụ. Yêu tộc vốn xào trá, cậu cần thận trọng với nhiệm vụ trấn lưu vân này làm gì cũng phải nghĩ kỹ nhé yên cử gật đầu đồng ý chàng không rõ thỏ tộc nghe từ xảo trá này sẽ cảm thấy thế nào dù sao trong mắt cáo tộc bọn họ thì đây chính là lời khen ra khỏi sự vụ đường yên cử tới báo cho thẩm sư huynh biết tin mình sắp đi xa khiến hắn cảm thấy như vừa bị xét đánh yên sư đệ nếu đệ đi thì chuyện làm ăn của bọn mình phải làm sao đây tiếng cuối được thẩm sư huynh ngân cao bất thường với hắn thì chuyện kiếm tiền gặp chắc trở còn đáng sợ hơn cả trời sập yên cửu giao hết chỗ hàng dự trữ cho hắn chỗ này đủ cho huynh chống đỡ dăm ba bữa đấy thẩm sư huynh nhìn yên cửu với ánh mắt đầy lưu luyến cứ như nhìn cái cây dụng tiền lấp lánh của mình tự dưng mọc chân chạy mất vậy bị nhìn trong chọc mãi yên cửu vô thức run một cái chàng trà mờ u bàn tay đang nổi ra gà nhượng bộ dọc đường ta sẽ nhín thời gian làm thêm mớ nữa gửi về tông môn cho huynh thẩm sư huynh nghe vậy lập tức cười khanh khách với yên cửu rồi giơ tay vỗ vai chàng ta biết ngay là yên sư đệ rất đáng tin mà Yên Cửu lại mời Dư Sư Huynh đi làm nhiệm vụ chung. Dư Sư Huynh là người thật thà nói ít làm nhiều, đúng là một công sự tuyệt vời để làm nhiệm vụ chung. Đương nhiên lý do quan trọng nhất là vì Yên Cửu vẫn không từ bỏ ý định nấu thử món mới. Nếu đi xa không bắt ép kiếm thái diễn được thì đành phải cậy nhờ kiếm huynh vậy. Kiếm huynh ở bên sườn kia đỉnh vô danh chợt thấy sống lưng lạnh buốt. Hắn lẩm bẩm, chắc mình phải nhờ Dư Hằng tới đỉnh Chu Minh một bùa chống sao thủy nghịch hành để đổi vận mới được. Cùng lúc đó, Trường Ly và Yên Cửu vừa thu xếp hành lý xong phải đối mặt với vấn đề lớn nhất trước khi đi. Bọn họ này sinh tranh chấp về chuyện có nên mang theo bé cáo xuống núi hay không. Yên Cửu, vứt một con cáo lớn tướng thế lại trong nhà là quá chuẩn rồi, đâu thể để nó không làm mà ăn mãi được. Trường Ly cực lực phản đối, Yên Tiểu Cửu, nó là cáo chứ đâu phải chó. Hơn nữa sao có thể vứt một bé cáo nhỏ xíu như vậy ở nhà được hả? Ánh mắt Trường Ly nhìn Yên Cửu y như nhìn đám bố mẹ không có trách nhiệm và lương tâm vậy. Yên Cửu bật tiếng cười nhạt, tác của yêu tộc chẳng liên quan gì tới ngoại hình hết. Đừng thấy con cáo này nhỏ mà lầm, nó cực dành cách săn chim ăn thịt, có vứt trong nhà cả năm cũng không chất đói nổi. Trường Ly lại hỏi, nhớ khi bọn mình không có nhà, nó chuồn ra ngoài rồi bị lạc đường thì sao? Yên Cửu đáp tỉnh bơ, chỉ cần nó không ăn gà của Linh Thái Viên và hạc của trưởng môn thì chẳng thể xảy ra chuyện gì trong tông môn hết. Trường Ly vắt óc suy nghĩ, rồi gần giọng nói, chẳng phải Trấn Lưu Vân có thỏ yêu làm loạn à, cáo khắc thỏ, mang nó đi là chuẩn bài rồi yên cửu cứng họng chàng đâu thể bảo trong nhóm đã có một con cáo mang đi cũng bằng thừa được cuối cùng bé cáo thành công ngồi trên vai yên cửu nhìn từ xa cứ tưởng chàng đang quấn khăn lông cáo nếu đã mang cáo theo thì mang thêm một con chim cũng chẳng sao để công bằng thì chim non được chia cho trường ly khi gặp nhau dưới chân núi dư sư huynh thấy tổ hợp bốn mạng nhà nọ thì thoáng hoảng hồn hình như bọn họ không xuống núi làm nhiệm vụ mà đang dắt con ra ngoài ô dạo chơi dọc đường đi yên cửu luôn ở trong xe nấu cháo lục cầu Trước mắt thì đây là món được linh kiếm toàn tông môn yêu thích nhất nên cần nấu số lượng lớn. Vì trong xe mây cứ lởn vởn mùi thơm mãi không tan, đừng nói là trường ly mà ngay cả kiếm huynh cũng lén nuốt nước, nước miếng vô số lần. Dư sư huynh nhìn cái nồi nhỏ sôi ủng ục, buột miệng hỏi, yên sư đệ, món này chỉ nấu cho kiếm chứ người không ăn được à. Trường ly và kiếm huynh đồng loạt nhìn dư sư huynh với vẻ mặt khắp sợ. Không ngờ dư sư huynh thoạt trông có vẻ đàng hoàng thế mà lại tính dành ăn với linh kiếm yên cửu không hề hoang mang dùng cái mùi dài khuấy hai vòng khiến mùi thơm càng nồng hơn Tràng thùng thẳng đáp ăn thì ăn được mắt sư sư huynh đang sáng rỡ thì nghe chàng nói tiếp nhưng ăn xong có bị sao không thì ta không biết ánh sáng trong mắt dư sư huynh vụt tắt lúc bọn họ tới trấn lưu vân trời đã tối khác với trấn hồng sơn trấn lưu vân rất đông đúc phố xá phồn hoa náo nhiệt trông chẳng có vẻ gì là đang có yêu làm loạn cả bọn họ thuận lợi tìm thấy một quán trọ tiểu nhị của quán vừa dẫn họ đi xem phòng vừa kể lại nguồn gốc của sự náo nhiệt này. Hai hôm nữa là đến lễ thả hoa đăng của Trấn Lưu Vân bọn ta, đến lúc đó hai vị nhất định phải ra đường xem nhé. Lễ thả hoa đăng cũng là ngày bái thỏ tiên, không thể bỏ lỡ được. Dư sư huynh nghe thấy hai chữ thỏ tiên thì không khỏi sửng sốt, thỏ tiên á không phải là yêu, à. Vừa nghe thấy chữ yêu, mặt tiểu nhị biến sắc ngay. Hắn vội xùy xùy hai tiếng, cuống quyết nói, quý khách có thể ăn bừa chứ đừng nói bậy thế, rồi tiểu nhị lẩm bẩm gì đó rồi vái không khí hai cái, ý bảo người ngoài không hiểu chuyện nên mới đắc tội thỏ tiên, không liên quan gì tới quán trọ của bọn họ, mau thỏ tiên đừng giận ca chấm thất. Từ đó về sau, thái độ của tiểu nhị lạnh nhạt hẳn. Hắn không nói gì thêm, vừa đưa họ tới cửa phòng là đi luôn không thèm ngoảnh lại. Trường Ly nghi rằng nếu bọn họ chưa trả tiền thì chắc gã tiểu nhị này sẽ đuổi họ ra khỏi quán trọ luôn. Vào đến phòng, Trường Ly nói thẳng, không ngờ con thỏ yêu này lại được lòng dân thế, ngay cả tiểu nhị quán trọ cũng thành kính như vậy chứng tỏ nó rất có uy tín trong trấn yên cửu ngó chiếc đèn lồng hình thỏ từ từ sáng lên ngoài cửa sổ gõ tay lên bệ cửa sổ như có điều suy nghĩ rốt cuộc là tiên hay yêu thì hai hôm nữa bọn mình cứ xem là khác biết sáng sớm hôm sau trường ly bị tiếng dao ầm ĩ ngoài cửa đánh thức tào phớ đây tào phớ mới nấu có đủ vị mặn ngọt đây bánh rán nhân thịt heo hành tây mới ra lò thơm lừng đây xe tới nhường đường chút nhường đường chút hàng loạt tiếng giao lẫn với tiếng bánh xe lừa nặng nề tiếng gã đánh xe quất roi chan chát và tiếng lửa hí nghe vô cùng ồn ào trường ly vẫn còn ngái ngủ ngáp dài một cái vô cùng hoài nghi vì tối qua họ vô ý làm mếch lòng tiểu nhị nên mới bị xếp cho cái phòng sát đường cái ẩm ĩ như thế này mới sáng sớm trấn lưu vân đã tấp nập người qua kẻ lại những tiệm dọc phố đều treo đèn lồng thỏ đủ mọi kiểu dáng đám phục vụ đứng trước cửa tiệm nhiệt tình chào mời khách khứa trường ly và yên cửu ra ngoài từ sớm tới một chốn tuyệt vời để tìm hiểu tin tức quán trà Yên cử gọi một ấm trà và bốn món điểm tâm, vị trí họ chọn khá đắc địa để nghe kể chuyện. Trong lúc đợi dọn món, khách khứa trong quán trà dần đông lên. "Hôm nay kể chuyện thỏ tiên đúng không? Đúng thế, ông tới vì thỏ tiên à? Chứ không thì sao, ta đang chờ nghe sự tích thỏ tiên mà." Khi khách khứa đã ngồi đầy hơn nửa quán, một thầy kể chuyện mặc đồ xám, cầm thước gõ lên sân khấu trong làn khói trà nghi ngút. "Lần trước ta đã kể tới đoạn Thỏ Đại Tiên Vân du ngang qua đây, phát hiện tiệm đồ kho của Trần Thị nuôi nhốt thỏ trắng trong lồng." đám thỏ trắng kia bị nhốt trong lồng sắt cứng rắn trông uể oải ủ rũ nét mặt buồn bực khôn nguôi thỏ đại tiên nổi lòng từ bi không đành lòng chứng kiến sinh linh cùng tộc bị hại nên đã mở lồng giải cứu thỏ trắng vô tội vừa nghe đến hai chữ đầu kho trường ly bất giác nuốt nước miếng nàng chợt nhớ tới vô số món ngon chế biến từ thịt thỏ như đầu thỏ cay chân thỏ cay thỏ cay cắt miếng nàng lẩm bẩm chẳng biết bây giờ tiệm đồ kho ấy còn bán không yên cửu chậm rãi dùng nắp trà vớt vụn trà nổi lềnh phình ra ngoài nếu tiệm đồ kho kia đắc tội thỏ yêu thì tất nhiên là không còn nữa. Trường Ly tiếc nuối thở dài một hơi, chẳng bao lâu sau, thầy kể chuyện kể tới đoạn tiệm đồ kho đóng cửa thật, nhưng nguyên nhân lại không giống như họ suy đoán. Sau đó, con trai cả nhà họ Trần mắc bệnh nặng, thỏ đại tiên không so đo hiểm khích cũ mà ra tay cứu chữa, kê thuốc trị bệnh cho hắn. Để đền ơn thỏ đại tiên, nhà họ Trần bèn dẹp tiệm đồ kho, dùng nửa gia tài xây miếu thờ thỏ tiên. Trường Ly không kìm được mà quào một tiếng, yên tiểu cửu, tên thỏ yêu kia. Đỉnh thật, còn khiến dân chúng chủ động xây miếu thờ hắn nữa kìa. Yên cửu thong dong gắp một miếng điểm tâm, lát nữa bọn mình tới miếu thỏ tiên xem thử đi, có khi lại tìm thấy manh mối gì cũng nên. Thầy kể chuyện vẫn tiếp tục, từ khi xây miếu thỏ tiên, hễ người dân chấn lưu vân chúng ta bị bệnh là lại thích tới đó bái lại. Thỏ đại tiên linh lắm, chỉ cần có ai đó tới miếu thỏ tiên khấn vái thì người nhà chẳng cần thuốc thang cũng khỏi bệnh, ví như nhà thợ thiêu nọ. Nghe vậy, trường ly không khỏi nhủ thầm trong bụng, quả nhiên thỏ tộc rất giỏi y thuật, chẳng lẽ đây là năng khiếu bẩm sinh à? vừa nghĩ nàng vừa mở miệng nói nghe thầy kể chuyện kể thì hình như tên thỏ yêu này là một yêu tốt thích cứu giúp người khác đâu giống thỏ yêu làm loạn như nhiệm vụ nói đâu yên cửu gõ tay lên bàn bọn mình chỉ mới nghe ý kiến từ phía tiểu nhị quán trọ và thầy kể chuyện thôi không thể tin ngay được trường ly khua đuôi kiếm với mức độ yêu thích thỏ yêu cuồng nhiệt của người dân trấn lưu vân thì e là bọn mình khó tìm thấy ai dám nói xấu hắn yên cửu ăn xong điểm tâm thì câu chuyện cũng kể gần xong Thầy kể chuyện, sau khi thợ thêu lành bệnh đã thờ một pho tượng thỏ tiên trong nhà rồi khấn vái mỗi ngày. Chẳng những thế mà người thợ thêu khéo tay ấy còn dùng trăm vạn mũi kim thêu nên bức tranh thỏ tiên hưởng phúc suốt mấy tháng dòng. Khi tin tức về bức tranh thêu quý giá ấy chuyển đến tai gã nhà giàu tôn, họa lớn bỗng giáng xuống. Nếu quý khách muốn biết chuyện sau đó thế nào xin lần sau đến nghe ta kể tiếp. Đám khách uống trà đang nghe say mê bên dưới tức khắc kêu ca bất mãn, thầy kể chuyện mỉm cười chắp tay chào mọi người rồi lui xuống. Ngay sau đó, một gánh hát lên sân khấu diễn hí khúc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người khiến họ không canh cánh về chuyện người thợ thiêu kia nữa. Yên Cửu uống cạn hớp trà cuối rồi đứng dậy nói, "Đi thôi, bọn mình tới Miếu Thỏ Tiên xem thử." Trường Ly lập tức lướt theo chàng, ra khỏi quán trà, Yên Cửu túm đại một người qua đường hỏi đường tới Miếu Thỏ Tiên. Người nọ nhiệt tình chỉ, "Miếu Thỏ Tiên hả cứ đi thẳng về hướng đông là được, tới gần đó mà thấy nơi nào đông người nhất thì đúng là chỗ đó. Sắp đến hội đèn lồng rồi nên cậu nhớ tới sớm nhé." nếu không sẽ không kiếm được vé vào miếu đâu. Sau khi cảm ơn người qua đường nhiệt tình, Yên Cửu đi dọc đường cái về hướng đông. Trường Ly tránh né đám đông náo nhiệt xung quanh, thầm thấy líu lưỡi. Vào miếu mà còn phải xếp hàng chứng tỏ miếu thảo tiên nổi tiếng thật đấy. Một người một kiếm càng đi về hướng đông lại càng thấy nhiều người hơn. Trường Ly chen chúc giữa đám đông, ngước lên chỉ thấy một đống cánh tay, đừng nói là miếu mà ngay cả đường đến miếu nàng cũng chẳng thấy. Nàng gân cổ lên gào, Yên Tiểu Cửu, huynh có trông thấy miếu thảo tiên không? Yên cửu lướt mắt qua đám đông, dừng ở tấm biển dưới mái hiên cách đó không xa, ba chữ miếu thỏ tiên bằng bạc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Yên cửu hơi nheo mắt lại, thấy, chàng cất bước đi về phía miếu thỏ tiên, nhưng mới đi được hai bước đã bị chặn lại. Có vé không có thì vào, không thì mời về cho. Trường ly đến người, bọn họ còn chưa tới cổng miếu nữa mà. Yên cửu hỏi, vé này mua thế nào? Người kia chưa kịp đáp thì phía sau đã có người phất tay gào, ta có vé, ta có vé, cho ta vào đi. Trước ánh mắt hâm mộ của quần chúng xung quanh, người anh em có vé ngẩng đầu ưỡn ngực chen vào trong. Bị đám đông xô đẩy, Yên Cửu liên tục lùi về sau mấy bước, người xung quanh đã đổi sạch nên không thấy kẻ vừa cản lối chàng đâu. Trường Ly bị chen ngạt thở, khổ sở nói, Yên Tiểu Cửu, hay bọn mình về trước đi, ở đây đông người quá. Một người một kiếm tốn không ít sức để thoát khỏi đám đông, bấy giờ mới thở phào một hơi. Trường Ly rũ mồ hôi không có thật khỏi thân kiếm, thở hồng hộc nói chẳng biết ở. Đây có bọn bán vé chợ đen không, Chứ với tình hình này thì dù bọn mình tới xếp hàng từ sáng sớm thì cũng không tới lượt. Yên Cửu đang tính hỏi bọn bán vé chợ đen là gì thì một tên đàn ông thấp bé trông lấm la lấm lét đã sân tới. Tiểu công tử muốn mua vé à? Trường Ly vội chọc Yên Cửu, nhìn kìa, mới nhắc đã có luôn, đây chính là bọn bán vé chợ đen. Lần đầu tiên Yên Cửu gặp loại giao dịch phi pháp này nên mặt ngơ ra như bỏ đội nón. May mà tên kia là một tay bán vé chợ đen lành nghề. Vừa liếc thấy cách ăn diện sang chảnh của Yên Cửu, hắn thì thầm ra giá ngay, 500 lạng bạc nhé. Trường Ly há hốc miệng, hồi trước liên nương chỉ bồi thường 100 lạng bạc cho mấy nhà bị mất đồ, thế mà giờ tên bán vé chợ đen này vừa mở miệng đã dám hết giá 500 lạng, đúng là quá hiểm ác. Nàng vội bảo, đắt quá, 50 lạng thôi. Yên cửu nghe nàng trả giá thấp lè tè thì thoáng ngẩn ra, rồi mới chậm rãi lên tiếng sau khi bị trường ly dục 50 lạng. Tên đàn ông thấp bé nhìn chàng với ánh mắt nghi ngờ, sao vị công tử này thoạt trông có vẻ là con nhà giàu không thiếu tiền mà lại biết trả giá dữ vậy, không lẽ hắn đã nhìn nhầm hắn thử nói, giá này bèo quá, thôi thì 300 lạng nhé. Yên cửu bị kiểu giảm giá dễ dãi này dọa khắp phía. Nhưng 300 lạng có vẻ rẻ hơn 500 lạng nhiều, giá này chẳng thấy cũng hợp lý. Thừa dịp Yên cửu chưa kịp mở miệng, Trường Ly quả quyết nói, 50 lạng, không bán thì dẹp. Yên cửu vội lặp lại lời Trường Ly, tên kia nhíu mày, 150 lạng, không bớt được nữa đâu. Trường Ly vẫn kiên định, không được, 50 lạng thích thì bán không thì thôi. Yên cửu vô cảm lặp lại lần nữa, Tên đàn ông kia khẽ cắn môi, đau lòng móc một tấm vé nhăn nhúm trong ống tay áo ra, thôi, bán cho cậu giá 50 lạng này, ta lỗ to rồi. Yên cửu lơ ngơ trả tiền nhận vé, nghi ngờ trước kia mình đã trả hớ không ít lần. Trường Ly lại thầm thấy hối hận, khẽ lẩm bẩm, hình như hắn đồng ý hơi nhanh, chắc chắn mình mua lỗ rồi. Dù lời hay lỗ thì nhờ có tấm vé này mà rốt cuộc họ cũng thành công chen vào đám người, tới trước cổng miếu thọ tiên. Trước miếu bày một lư hương đúc bằng đồng rất to, trên đó có khắc hoa văn như ý cắt tường trong lư hương cắm chi chít hương tỏa khói nghi ngút tàn hương phủ một lớp dày bên dưới trước lư hương là một hàng người cúng bái mặt ai nấy trông cũng thành kính miệng khẽ cầu khấn trong làn hương mù mịt trường ly và yên cửu lặng lẽ vòng qua đám đông đi vào thẳng điện chính trong điện có bày một pho tượng thỏ bằng ngọc trắng lớn dưới người con thỏ là đám mây bay được chạm khắc rất thanh thoát tỉ mỉ trông cực kỳ ngượt mà đầy đặn trường ly lượn quanh pho tượng ngọc chạm khắc sinh động này một vòng buột miệng nói, mở tiệm đồ khó kiếm lời giữ vậy sao chẳng những xây được cái miếu thọ tiên bề thế mà còn đúc thêm cả pho tượng mộc này, không biết đã tốn bao nhiêu bạc. Yên cửu nhìn đám đông tới lui, khẽ nói, dù ban đầu không có nhiều tiền nhưng nếu được dân chúng thờ cúng thì ắt sẽ có thôi. Trường Ly gật đầu đồng ý, từ xưa đến nay, mê tín lạc hậu là dễ kiếm tiền nhất. Yên cửu dạo quanh miếu thọ tiên một vòng nhưng không hề ngửi thấy mùi yêu khí. Hàng ngày có vô số người vào miếu, dù thỏ yêu từng tới đây thì chắc mùi của hắn cũng bị mùi người át hết. Mất trắng 50 lạng bạc mà chẳng thu hoạch được gì, một người một kiếm ủ rũ rời khỏi miếu thỏ tiên. Trường Ly thở dài, thế chẳng khác nào bỏ 50 lạng bạc chỉ để ngắm cái tượng ngọc, phí tham quan đắt quá đi mất. Yên cửu vuốt ve chuôi kiếm để trấn an nàng, lạc quan nói, không sao, nếu nàng không nhắc thì chắc ta đã chi 500 lạng rồi, kể ra thì giờ bọn mình lời những 450 lạng mà. Trường Ly nhất thời câm nín, dọc đường về, một người một kiếm đi ngang một hiệu sách, tình cờ nghe tiểu nhị giao. Tiệm bọn ta mới nhập một lô chuyện thỏ tiên mới, quý khách đi ngang chớ bỏ lỡ, hoan nghênh vào tiệm chọn. Mua, Trường Ly và Yên Cửu không hẹn mà đều dừng lại, liếc nhìn nhau rồi đi vào trong hiệu sách. Đống chuyện thỏ tiên kia được bày ngay vị trí nổi bật nhất hiệu sách. Yên Cửu bước tới cầm lấy một cuốn, mở trang lắp ra. Trường Ly vội bò lên vai chàng, cùng xem nội dung sách viết. Chưa đọc hết trang đầu, tiểu nhị hiệu sách đã bước tới mỉm cười nhắc nhở, xin lỗi, tiệm chúng ta không cho đọc thử miễn phí, nếu quý khách muốn đọc thì phải mua trước. Trường Ly nghĩ bụng, không biết mảng khác của Trấn Lưu Vân thế nào chứ riêng khoản làm ăn thì ai cũng khôn khéo hết. Trường Ly chỉ lơ đánh một giây thôi mà Yên Cửu đã móc bạc ra mua cuốn truyện thỏ tiên không rõ nội dung này rồi. Nàng khấp sợ hỏi, Yên Tiểu Cửu, sao huynh không chịu trả giá? Bàn tay đang lật sách của Yên Cửu khựng lại, vô hiệu sách cũng được trả giá được hả? Trường Ly thấy trước mắt tối sầm, chẳng biết cái tật phá của của Yên Tiểu Cửu lòi đâu ra nữa. Mua cũng mua rồi, đâu thể đòi tiền lại được. Trường Ly đành đọc tiếp với Yên Cửu nhưng nội dung cuốn truyện thỏ tiên này lại khác thầy kể chuyện kể nghe nói tiệm đồ kho trần thị rất nhiều thỏ quá nên hồn phách chúng đã tụ lại thu hút thỏ đại tiên đi ngang qua thỏ đại tiên siêu độ cho chúng xong bèn yêu cầu tiệm đồ kho trần thị phải chuộc tội vì đã rất quá nhiều thỏ tuy ngoài mặt nhà họ trần đã đồng ý nhưng trên thực tế lại không ưng lòng bởi vậy mà con trai cả nhà họ mới gặp báo ứng bị bệnh liệt dương vì mạng sống nhà họ trần phải bấm bụng chi một khoản tiền lớn để xây miếu thỏ tiên sau khi miếu xây xong con trai cả nhà họ trần mới từ từ khỏe lại giữ được mạng sống. Trường Ly không khỏi cảm thán, cuốn chuyện này và thầy kể chuyện trong quán trả mỗi bên kể một kiểu, chẳng biết rốt cuộc ai nói thật nữa. Yên cửu sờ cằm, lâm vào trầm tư, điểm giống nhau duy nhất là về tiệm đồ kho trần thị. Chàng ngoái đầu hỏi tiểu nhị, tiệm đồ kho trần thị trong chuyện nhắc đến rốt cuộc ở đâu vậy? Tiểu nhị hiệu sách vừa sắp lại kệ sách và quét sạch bụi bặm trong ngóc ngách, vừa tiện thể đáp tiệm đồ kho trần thị lúc trước giờ là miếu thỏ tiên đấy. Yên cửu vô thức nhíu mày, thế con cháu trần thị đâu, Tiểu nhị lắc đầu, chuyện này thì ta không biết, chắc là dọn đi rồi. Dù sao cũng không nghe ai nhắc đến tung tích nhà họ Trần nữa. Trường Ly lấy làm lạ, nàng tưởng nếu miếu Thỏ Tiên do Trần Thị xây thì nhà họ Trần sẽ phụ trách việc trông coi nó luôn. Nếu Trần Thị bật vô âm tín thì người coi sóc miếu Thỏ Tiên và nhận thờ cúng chẳng lẽ lại là Thỏ Tiên? Yên Cửu chỉ vào trang sách, nghiêm túc nói, chuyện này lạ lắm. Bọn họ cất cuốn chuyện Thỏ Tiên đi, tính về quán trọ bàn bạc với Dư Sư Huynh rồi mới quyết định xem phải làm gì. Lúc vào quán trọ vì chuyện hôm qua mà gã tiểu nhị vừa thấy yên cửu đã bắt đầu mặt sưng mày xỉa nhưng khi trông thấy cuốn truyện thỏ tiên trong tay chàng hắn đổi thái độ ngay hắn dảo bước lại gần hỏi quý khách mua chuyện thỏ tiên ở đâu thế yên cửu trò tay ra ngoài ở hiệu sách phố kế bên ấy chàng còn chưa dứt lời gã tiểu nhị quán trọ đã phất tay áo chạy vội ra ngoài trường quầy đang tính tiền không quên nhín chút thời gian gào với theo thèn danh kia nhớ mang một cuốn về cho ta đấy tiểu nhị dạ một tiếng đáp lại mới đó đã mất hút Trường Ly và Yên Cửu trợn mắt há miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hình như trường quầy nhận ra sự thẳng thốt của họ, bèn giải thích cậu may lắm mới đi ngang hiệu sách ngay lúc họ mới nhập hàng đấy, nếu chậm chân thì chắc chắn là chuyện bán hết sạch rồi. Trường Ly nhìn cuốn truyện thỏ tiên trong tay Yên Cửu, đột nhiên nảy ra một ý. Dù bọn mình hết giá cao để bán cuốn truyện này thì chắc vẫn có người chịu mua nhỉ. Yên Cửu bất đắc dĩ nói, giờ đâu thể bán được, chỉ ít phải để dư sư huynh đọc đã, nhỡ nó còn có ích thì sao. Trường Ly thấy tiếc hùi hụi, đáng, lẽ lúc nãy nên mua hai cuốn mới phải có khi giờ bọn mình bán sang tay một cuốn lại bù nổi khoản tiền mua vé tham quan miếu thỏ tiên lúc trước cũng nên yên cửu lặng thinh một lát không thể không thừa nhận là trong chuyện kiếm tiền đầu óc chàng còn chẳng nhanh nhạy bằng một thanh kiếm về đến phòng yên cửu gửi bùa đưa tin cho dư sư huynh rồi đợi hắn về quán trọ trao đổi tin tức lúc dư sư huynh về đến nơi trời đã sầm tối hắn thở hồng hộc đi vào phòng tay cầm một bịch cà rốt trường ly nhìn bịch cà rốt tươi ngon kia lặng lẽ nói yên tiểu cửu ta cảm thấy chắc chắn hôm nay dư sư huynh ra ngoài đã bị lừa rồi, chứ làm gì có kiếm tu nào mua cà rốt chứ. Yên cửu nhìn dư sư huynh, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dư sư huynh nhiệt tình móc một củ cà rốt trong bịch ra rúi cho yên cửu. Yên sư đệ, đệ nếm thử đi, nghe nói đây là đặc sản của Trấn Lưu Vân đấy, người ta bảo ngay cả thỏ tiên cũng thích ăn thứ này. Yên cửu nhẹ nhàng từ chối củ cà rốt, chàng không phải thỏ nên không thích ăn, yên cửu không kìm được mà mở miệng hỏi, sư huynh, huynh mua một bịch cà rốt làm gì thế, dư sư huynh gãi đầu bỏ cà rốt xuống ta vốn đi nghe ngóng tin tức về thỏ tiên sau đó nghe người ta bảo nếu mua loại cà rốt này về cúng thỏ tiên sẽ linh lắm nên ta mua thử xem sao trường ly và yên cửu đồng loạt dùng ánh mắt như nhìn đứa dở hơi để nhìn dư sư huynh trường ly lúc trước dư sư huynh nghèo thế là có lý do hết hắn không biết giữ tiền sớm muộn gì cũng bị người ta đào sạch yên cửu tính nhắc khéo dư sư huynh chuyện hắn đã bị người ta lừa Sư huynh à, theo như huynh kể thì tất cả mọi người trong trấn Lưu Vân đều dùng loại cà rốt này để cúng thọ tiên hả? Dư sư huynh gục gặp đầu, tất nhiên rồi. Yên cửu hỏi tiếp, nếu nhà nào cũng dùng loại cà rốt này thì thọ tiên làm sao quyết định được hôm nay sẽ hiển linh ở nhà ai chứ? Trường Ly vô cùng đồng ý với chàng, thứ ai cũng có chẳng khác nào chẳng ai có gì. Dư sư huynh ngu người, hình như hắn đã phát hiện có gì đó sai sai. Chắc phải xem tâm trạng thỏ tiên thế nào. Yên cửu thở dài một hơi, lại hỏi, sư huynh, huynh thích ăn gì nhất? Dư sư huynh thốt ra một đáp án cực chân chất, bánh nhân thịt. Yên cửu dẫn dắt, nếu ngày nào cũng bắt huynh ăn bánh nhân thịt thì huynh còn thích nữa không? Dư sư huynh ngẫm nghĩ rồi lâm vào dối rắm chắc không thích thế nữa. Yên cửu, thế thỏ tiên gặm cà rốt mỗi ngày không ngán sao? Dư sư huynh vỡ lẽ, tức đến nhăn rúm mày, gã bán cà rốt đã lừa ta. Yên cửu khẩy cổ cà rốt, bịch cà rốt này bao nhiêu thế? Dư sư huynh thành thật khai, 50 lạng, trường ly bỗng thấy phí tham quan mình trả cũng không đắt lắm chí ít nàng và yên tiểu cửu mất 50 lạng còn hóng hớt được tí. Chứ bịch cà rốt giá 50 lạng của dư sư huynh đến chó cũng chê. Dư sư huynh đau lòng nhìn bịch cà rốt lẩm bẩm, chắc lúc đó ta đã bị quỷ ám, đám dân buôn chấn lưu vân rảo hoạt quá đi mất. Yên cửu vỗ vai dư sư huynh, thôi, coi như chi tiền mua một bài học đi. Hôm nay sư huynh có tìm hiểu được tin tức hữu ích nào không? Dư sư huynh lập tức vứt chuyện cà rốt sang một bên, khẽ nói, hôm nay ta đã hóng được một tin rất khó tin. Yên sư đệ, để có biết hội đèn lồng dùng để làm gì không? Yên Cửu thoáng ngẩn ra, rồi hỏi lại với giọng không chắc chắn, thả đèn cúng Thỏ Tiên. Dư Sư huynh thần bí lắc ngón tay, không chỉ có thế thôi đâu, phần chính của hội đèn lồng đúng là thả đèn thật, nhưng mấu chốt không ở đèn mà ở người trong đèn. Yên Cửu nhíu mày, người trong đèn